thận sản xuất ra nhóm hormone catecholamine, tức là epinephrine, mình nói epinephrine đó. Còn cái phần này là phần phần vỏ thượng thận. Cái hình ở phía bên phải đó là cấu trúc mô học của vỏ thượng thận, từ trong ra ngoài. Cái lớp ngoài cùng là lớp vỏ sơ, tới cái ba cái vùng chức năng. Vùng ngoài cùng là vùng cầu, vùng này sản xuất ra nhóm mineralocorticoid, tức là loại corticoid chuyển hóa chất khoáng. Vùng bó này sản xuất ra nhóm glucocorticoid, là loại corticoid chuyển hóa đường. Và ở trong cùng là androgen, và cái androgen này là hormone sinh dục nam. Và ở trong bài này á, nói là hormone vỏ thượng thận, nhưng mà thực ra cô chỉ đề cập tới hai nhóm thôi, là nhóm mineralocorticoid và nhóm glucocorticoid. Còn androgen á, là hormone sinh dục nam. Nếu mà mình có học đó, thì mình sẽ học trong cái chương sinh dục. Em đợi cô chút xíu. Và cái hormone thì ở trong cơ thể nó sản xuất ra với một cái lượng nhỏ, và nó sẽ sản xuất ra theo nhu cầu sinh lý của cơ thể. Để nó không có tăng quá mức hoặc là nó giảm quá mức đó, thì trong cơ thể mình có những cái cơ chế để điều hòa sản xuất hormone. Thì đối với hormone buồng cầu thì cái chất đại diện là aldosterone. Thì aldosterone được điều hòa sản xuất bởi hệ renin-angiotensin. Ngoài ra đó, ngoài điều hòa bằng hệ renin-angiotensin thì aldosterone còn được điều hòa sản xuất bởi cái nồng độ natri và kali trong máu. Còn hormone của buồng bó và buồng lưới, em chú ý cái chi tiết này ha, nó sẽ liên quan tới một cái bệnh sau này đó. Hormone của vùng bó và vùng lưới, hormone của hai vùng này chịu sự điều hòa sản xuất của ACTH. Khi mà thiếu ACTH đó, thì hai cái vùng này sẽ teo lại và mất chức năng sản xuất hormone. Còn nếu mà thừa ACTH thì hai cái vùng này sẽ phì đại, tăng sinh lên. Cơ chế và tác dụng của những hormone bản chất là steroid. Những cái hormone bản chất là steroid là hormone vỏ thượng thận và hormone sinh dục. Những cái hormone này á, nó tan được trong lipid, cho nên nó qua màng tế bào và receptor nằm trong bào tương. Cái phức hợp hormone receptor này nó sẽ di chuyển vô trong trong nhân, nó gắn vào ADN và nó làm biểu lộ một cái đoạn gen đặc hiệu. Từ cái đoạn gen đặc hiệu đó, tổng hợp ARN thông tin, và ARN thông tin đó sẽ di chuyển ra ngoài bào tương để thực hiện quá trình tổng hợp protein. Thì những cái đây là những cái protein có chức năng sinh học. Cô thí dụ như là aldosterone, nó có tác dụng tái hấp thu muối và nước ha. Thì để tái hấp thu muối và nước đó, thì cái nó sẽ cần một cái enzyme. Thì trong trường hợp đó, cái protein này nó là một enzyme giúp tái hấp thu muối và nước ở ống thận xa. Còn hoặc là những cái protein này á, nó thể có thể là những cái receptor ha. Đây chút xíu nữa khi mà vô trong bài đó thì cô sẽ nói kỹ hơn ha. Những cái protein này nó có thể là những cái receptor. Nói về cái nhóm mineralocorticoid thì cái nhóm này đó, cái sử dụng trên lâm sàng đó, cái ứng dụng để điều trị trên lâm sàng đó rất là ít. Cái nhóm thuốc này chủ yếu là để điều chỉnh rối loạn nước và điện giải trong bệnh bệnh Addison thôi ha. Bệnh Addison là bệnh suy vỏ thượng thận mạn nguyên phát, tức là những cái bệnh lý tự biển mà nó tổn thương ở ở cái vỏ thượng thận đó.
thì cho nên cái phần này là mấy em tự tự học. À, cái này dễ lắm, không không có cái gì khó. Nó những cái phần tác dụng đó, tác dụng chính, tác dụng phụ á, là trong phần sinh lý em học có biết rồi đó. Thì cái nhóm thuốc này là chủ yếu là mình sử dụng, chủ yếu là mình sử dụng để điều trị rối loạn nước và điện giải trong bệnh Addison. Cái bệnh Addison đó là bệnh suy giãn thượng thận mạn nguyên phát, tức là ở cái vỏ thượng thận á, thì nó có ba cái nhóm hormone đó, thì trong đó có cái nhóm mà mineralocorticoid á. Trong trường hợp suy vỏ thượng thận mạn á, thì mình sẽ bù hết những cái hormone mà nó sản xuất ra ở vùng cái vỏ thượng thận đó, thì trong đó nó thiếu cái nhóm mineralocorticoid á, thì nó sẽ gây rối loạn nước và điện giải đó. Ha, thì trong trường hợp đó mình sử dụng cái nhóm thuốc này để điều trị. Những cái thuốc ở dạng tổng hợp nè, những cái thuốc thuộc nhóm mineralocorticoid. Giờ mình nói về cái nhóm glucocorticoid ha. À, đây là cái nhóm thuốc mà được sử dụng rất là nhiều trên lâm sàng. Cái nhóm này mình gọi là nhóm glucocorticoid, nếu gọi tắt thì gọi là corticoid. Ngoài ra người ta còn gọi cái tên khác nữa là nhóm mà kháng viêm, bản chất là steroid, để mình phân biệt với cái nhóm mà kháng viêm nonsteroid, là nhóm thuốc giảm đau hạ sốt kháng viêm đó. Thì corticoid có cái nguồn gốc từ tự nhiên, tức là cái loại mà sản xuất ra ở vùng bó của tuyến thượng thận đó. Vì trong ba cái chất này á, thì cái hydrocortisone là quan trọng nhất và nó chiếm cái tỷ lệ cao nhất ha. Cái chất đại diện cho cái corticoid thiên nhiên là hydrocortisone. Thì mấy em phân biệt ha, cái hydrocortisone này mình còn gọi một cái tên khác là cortisone. Cái cortisone này là tận cùng là chữ L, còn cái loại cortisone là tận cùng là chữ N, nó là một cái loại khác. Mình phân biệt hai cái này ha. Corticoid tổng hợp, tức là những cái chất này đó, những cái chất tổng hợp này đó dựa vào khuôn mẫu của hydrocortisone, từ đó người ta thay đổi một số cái gốc hóa học để nhằm cái tác dụng có lợi á, thì nó tăng lên, và tác dụng phụ thì nó giảm. Và cái tác dụng có lợi mà người ta muốn tăng lên ở đây đó là đa phần là tác dụng kháng viêm, và cái tác dụng người ta muốn giảm xuống đa phần là tác dụng giữ muối và nước. Cho nên những cái corticoid ở dạng tổng hợp, nếu mà mình so với hydrocortisone đó, thì thường cái tác dụng kháng viêm đó, nó tăng lên, nó cao hơn hydrocortisone, và tác dụng giữ muối và nước đó, thì thường nó ít hơn so với hydrocortisone. Corticoid có rất là nhiều tác dụng, trong đó có ba cái tác dụng chính là tác dụng kháng viêm, chống dị ứng và ức chế miễn dịch. Đây là ba cái tác dụng sử dụng trong trong điều trị. Mấy em thấy có rất là nhiều bệnh nó xuất phát từ ba nguyên nhân này mà ra, cho nên đây là cái thuốc được chỉ định rất là nhiều bệnh ha. Hơn gần như là hơn 90% những bệnh có xuất phát từ cái nguyên nhân viêm mà ra, từ cái phản ứng dị ứng mà ra, từ cái phản ứng miễn dịch mà ra ha. Cho nên cái thuốc này được chỉ định trong rất là nhiều bệnh, ngay cả trong ung thư cũng có miễn dịch trong ung thư nữa. Nói về cái tác dụng kháng viêm, đây là một cái thuốc có tác dụng kháng viêm mạnh. Thì mấy em nhìn đây nè, đây là cái quá trình sinh tổng hợp prostaglandin, thì corticoid có tác dụng kháng viêm do nó ức chế tạo thành prostaglandin và leukotriene là những chất gây viêm nè. Cái corticoid này nó ức chế prostaglandin và leukotriene do nó ức chế cái men phospholipase A2. Nãy em nhớ ăn cái cơ chế tác dụng của corticoid là nó làm tăng tổng hợp những protein có chức năng sinh học ha. Thì trong trường hợp đó, cái protein nó tên là lipocortin, nó sẽ ức chế men phospholipase A2, cho nên nó ức chế tạo thành prostaglandin và leukotriene là những chất gây viêm.
thì cái so sánh cái tác dụng kháng viêm của corticoid với các NSAID, tức là cái kháng viêm non-steroid á, thì corticoid có tác dụng kháng viêm mạnh hơn do nó ức chế ở khâu cao hơn nè, ức chế ở trên đây, cho nên cả hai prostaglandin và leukotriene nó đều bị ức chế. Còn các NSAID, nếu mà cái loại NSAID mà ức chế mang cốc á, thì nó chỉ ức chế prostaglandin thôi, còn leukotriene gây viêm, hoặc là các NSAID mà dạng kháng leukotriene thì nó ức chế khâu bên đây thì vẫn còn prostaglandin gây viêm, cho nên cái corticoid cái tác dụng kháng viêm nó mạnh hơn các NSAID. Ngoài ra đó, những cái NSAID mà nó ức chế men cốc đó, thì em thấy đó, nếu mà ức chế ở khâu bên này thì bao nhiêu axit arachidonic nó không có qua được khâu bên này thì nó sẽ tăng bên này, nó sẽ làm tăng leukotriene nè. Leukotriene là cái chất gây co thắt phế quản rất là mạnh. Đặc biệt là ở cái người hen phế quản thì cái phế quản của họ rất là nhạy đối với leukotriene, cho nên khi mà leukotriene trên bệnh nhân hen á, tăng lên á, chút xíu á, thì nó cũng gây đáp ứng co thắt phế quản. Do đó cái NSAID thì nó có, thí dụ như aspirin á, thì nó có tác dụng là gây co thắt phế quản trên người hen. Còn corticoid thì nó không có tác dụng phụ đó. Cái leukotriene này nếu mà ở người bình thường nó tăng lên chút xíu thì không sao ha, nhưng mà ở trên cái người mà bị hen phế quản, cái phế quản của họ rất là nhạy đối với leukotriene. Rồi thêm một cái cơ chế kháng viêm nữa là ở trong cái quá trình viêm đó, cái màu quang là lysosome đó, nó sẽ sản xuất ra những cái enzyme, những cái enzyme này đó, nó làm, nó có tác chức năng là ly giải protein, tức là nó sẽ làm tổn thương mô. Thì corticoid nó làm vững bền màng lysosome, cho nên nó sẽ hạn chế những cái enzyme sản xuất ra từ lysosome. Và trong cái quá trình viêm mãn á, có sự tham gia của các nguyên bào sợi, nguyên bào sợi nó tham gia trong quá trình viêm mãn và hình thành sẹo, thì corticoid nó ức chế cái chức năng của nguyên bào sợi, cho nên nó có tác dụng lên cả những cái phản ứng viêm mãn và nó ức chế cái việc tạo sẹo. Tác dụng chống dị ứng thì cái chất gây dị ứng ở đây là histamine ha. Histamine á, thì được tạo thành từ axit amin là histidine, dưới tác dụng của men decarboxylase thì nó sẽ tạo thành histamine. Và histamine á, thì ở trong cơ thể á, thì nó ở trong tế bào mast hoặc là bạch cầu đa nhân ưu kiềm, nó lưu hành trong máu với một cái lượng rất là nhỏ, và khi mà histamine phóng thích ra thì nó sẽ gây gây dị ứng. Cái này hình như là mấy em chưa có học bài histamine và kháng histamine H1 phải không? Thì đây cô giải thích cái phóng thích histamine ha. Ví dụ như đây là tế bào mast nè. Ở phía trong tế bào mast có những cái hạt chứa histamine, và trên màng tế bào mast này có các receptor Fc. Cái receptor Fc này là cái receptor để cho kháng thể gắn vào. Và trong cái bệnh lý quá mẫn tiếp 1 đó, thì kháng thể này là kháng thể IgE. Kháng thể IgE sau khi được tạo thành đó, thì đa số là nó gắn ở trên màng tế bào. Nó gắn trên màng tế bào mast hoặc là bạch cầu đa nhân ưu kiềm. Khi kháng nguyên mẫn cảm xâm nhập vào cơ thể, kháng nguyên mẫn cảm có nghĩa là cái kháng nguyên này á, nó đã từng xâm nhập vào cơ thể rồi. À, và khi nó lần đầu nó xâm nhập vào cơ thể, nó sẽ kích thích sinh ra cái kháng thể IgE. Cái kháng thể IgE này là đặc hiệu cho cái kháng nguyên mà nó tiếp xúc. Lần sau cái kháng nguyên này xâm nhập lại một lần nữa thì cái kháng nguyên này gọi là kháng nguyên mẫn cảm, tức là cơ thể đã có cái kháng thể đặc hiệu với kháng nguyên này rồi, thì cái kháng nguyên mẫn cảm nó sẽ liên kết chéo với kháng thể IgE trên bề mặt của tế bào mast. Cái phức hợp kháng nguyên kháng thể này nó sẽ kích hoạt men phospholipase C, nó sẽ gây một loạt cái phản ứng hóa học ha, nó chuyển phospholipid của màng tế bào, nó gây một loạt cái phản ứng hóa học, nó tạo thành hai cái chất truyền tin thứ hai là inositol triphosphate và diacylglycerol. Nó sẽ làm tăng canxi nội bào và nó sẽ gây hiện tượng hòa màng, và nó phóng thích cái histamine ra phía bên ngoài. Cùng với histamine là những cái amin hoạt mạnh khác nó cũng được phóng thích ra phía bên ngoài. Tới khi nào mà mấy em học cái bài histamine và kháng histamine H1 đó, thì cái thầy cô nào dạy cái bài đó sẽ hướng dẫn kỹ hơn về cái những cái giai đoạn này ha. Thì histamine được phóng thích ra phía bên ngoài, thì mấy em thấy đó,
cái histamine khi mà nằm trong tế bào nó chưa có tác dụng, chỉ khi nào mà phóng thích ra phía bên bên ngoài nó mới có tác dụng. Thì ở đây corticoid nó là một cái loại thuốc ức chế miễn dịch, cho nên nó ức chế tạo kháng thể kháng nguyên vào mà không có cái kháng thể thì nó cũng không gây phóng thích histamine được ha. Thì corticoid nó ức chế, nó chống miễn dịch do nó ức chế sự phóng thích histamine ra khỏi tế bào, do nó ức chế kháng thể. Cái tác dụng nữa là nó cũng ức chế phóng thích histamine bằng cách nó ức chế men phospholipase C. Mấy em nhìn thấy nè ha, cái phức hợp kháng nguyên kháng thể này nó kích hoạt men phospholipase C, thì corticoid nó sẽ ức chế men phospholipase C, cho nên nó ức chế sự phóng thích histamine ra khỏi tế bào. Nó tóm lại corticoid nó có tác dụng chống dị ứng do nó ức chế tạo thành histamine và nó ức chế phóng thích histamine ra khỏi tế bào. Ngoài ra đó, cái phức hợp kháng nguyên kháng thể này á, nó còn kích hoạt cái men phức hợp kháng nguyên kháng thể này nó còn kích hoạt cái men phospholipase A2 ha, cho nên nó sẽ phóng thích prostaglandin và leucogen là những chất gây viêm. Cho nên trong cái phản ứng dị ứng đó, nó có cái phản ứng viêm ở trong đó. Tác dụng chính thứ ba là tác dụng ức chế miễn dịch. Cái tác dụng ức chế miễn dịch này á, nó chỉ có khi mình sử dụng corticoid liều cao. Liều cao là prednisolone đó, từ 1 mg trên kg cân nặng trở lên. Đây là liều ức chế miễn dịch. Thì khi mà mình sử dụng tới cái liều ức chế miễn dịch mà một thời gian kéo dài đó, thì những cái cơ quan miễn dịch như là mô bạch huyết hoặc là tuyến ức nó sẽ bị teo lại. Đây là cái thuốc có tác dụng ức chế miễn dịch mạnh do nó ức chế ở nhiều khâu. Thứ nhất là nó làm cản trở quá trình xử lý kháng nguyên, cho nên nó sẽ làm giảm lượng kháng thể, làm cản trở quá trình xử lý kháng nguyên của đại thực bào và của lympho tế đó, cho nên nó làm giảm lượng kháng thể. Cái thứ hai nữa là nó làm giảm số lượng tế bào lympho. Em nhớ ha, cái lympho tế là tham gia trong miễn dịch tế bào, còn lympho B thì tham gia trong miễn dịch dịch thể. Thì corticoid nó làm giảm số lượng tế bào lympho, mà cái tác dụng chính là nó sẽ làm giảm tế bào lympho tế đó. Và các trong cái phản ứng miễn dịch nó có sự tham gia của các bổ thể và các cytokine. Mấy em học sinh lý bệnh miễn dịch rồi mấy em biết hai cái chất này chứ gì. Nói một cách dễ hiểu là cái vai trò của bổ thể và các cytokine đó. Cái bổ thể là những cái chất mà để cho cái nó làm cho cái phản ứng miễn dịch nó xảy ra dễ hơn, để nó khuếch đại cái phản ứng miễn dịch. Còn các cytokine này, là nó được sản xuất ra từ bạch cầu được hoạt hóa, và các cytokine này nó có tác dụng là nó truyền tín hiệu. Nó truyền tín hiệu, thông báo các tín hiệu giữa các tế bào miễn dịch với nhau. Thì corticoid nó ức chế miễn dịch ở ở nhiều khâu ha, nhất là giảm lượng kháng thể nè, giảm số lượng tế bào lympho rồi, và nó làm giảm bổ thể và các cytokine. Nhắc lại ha, ba tác dụng mà sử dụng trong điều trị là tác dụng kháng viêm, chống dị ứng và ức chế miễn dịch. Còn lại những cái tác dụng khác, những tác dụng khác thì đa phần là cái tác dụng không mong muốn của corticoid. Tác dụng trên chuyển hóa đường, đây là cái thuốc làm tăng đường huyết. Tác dụng trên chuyển hóa protein thì nó làm tăng thoái hóa protein, cho nên nó sẽ cái tình trạng tăng thoái hóa protein này nó sẽ để lại hậu quả ở trên da, nó làm mỏng da, nhăn da, nứt da, nó làm chậm quá sẹo, nó làm nhăn da do nó làm thoái hóa các collagen đó, cho nên nó sẽ làm nhăn da, nó làm chậm quá sẹo. Cái chậm quá sẹo này á, đa phần là tác dụng không mong muốn ha. Thí dụ như mình bị một cái vết thương hở, nếu mà mình bôi corticoid lên đó, thì nó sẽ làm chậm quá sẹo, hoặc là bị loét giác mạc
giác mạc là cái phần trong suốt phủ lên lòng đen đó, thì khi là bị loét giác mạc thì em mà sử dụng corticoid nhỏ vô trong mắt đó, thì nó sẽ gây thủng giác mạc, gây mù mắt ha. Nhưng mà trong một số trường hợp đó, thí dụ như bệnh nhân bị sẹo lồi thì người ta sử dụng corticoid đó, tiêm vô trong cái sẹo lồi đó để điều trị ha. Cái có một số người có cơ địa sẹo lồi đó, tức là bị một cái vết thương khi mà hình thành sẹo đó, cái sẹo đó nó sẽ lồi trên mặt da nó xấu ha. Thì trong trường hợp đó cái chỉ định này thường sử dụng trong trong thẩm mỹ, nó làm thoái hóa protein cho nó teo cơ. Em thấy hình ảnh trong bệnh nhân bị bệnh kết sinh đó, tứ chi bị teo nhỏ, teo nhỏ đó, rồi cái tình trạng thoái hóa protein này nó sẽ ảnh hưởng đến cái tác dụng loãng xương của thuốc của corticoid. Cái xương mình thì có hai thành phần chính là cái dàn collagen, cái collagen bản chất là protein ha, cái dàn collagen, rồi trên cái dàn collagen đó là thành phần chất chất khoáng canxi phosphor nó lắng đọng ở trên đó. Thì corticoid nó gây loãng xương do nó tác động lên cả hai thành phần, nó làm thoái hóa protein cho nên nó làm tổn thương cái dàn collagen. Cái thứ hai nữa là corticoid đối kháng với vitamin D3 cho nên nó sẽ làm giảm hấp thu canxi ở ruột. Cái tình trạng giảm hấp thu canxi ở ruột này làm cho canxi ở trong máu nó giảm, và cái canxi trong máu giảm thì tuyến cận giáp sẽ hoạt động bù trừ bằng cách nó sản xuất ra para hormone. Cái para hormone này nó có chức năng là nó điều hòa cái nồng độ canxi ở trong trong máu, cho nên nó sẽ huy động, nó lấy canxi từ trong xương nó đưa ra ngoài ngoài máu. Thì khi mình cái lấy canxi, huy động canxi từ trong xương ra ngoài máu thì nó sẽ tổn thương cái thành phần chất khoáng của xương. Ngoài ra, để giải thích thêm cái cơ chế gây loãng xương của corticoid thì ta biết là em biết là cái trong trong xương á nó có hai nhóm tế bào mà cái chức năng của nó ngược với nhau và lúc nào nó cũng hoạt động song song với nhau, đó là các tạo cốt bào và các hủy cốt bào. Ha, tạo cốt bào là những tế bào tạo xương, còn hủy cốt bào là những cái tế bào hủy xương. Thì corticoid nó làm tăng chức năng của các hủy cốt bào, và cái corticoid khi mà sử dụng thời gian kéo dài á, cái nguy cơ loãng xương này rất là lớn. Cái thoái hóa protein thì cái sản phẩm thải ra trong cái quá trình thoái hóa protein là ure, cho nên chú ý trong những trường hợp bệnh nhân suy thận nặng, ure trong máu tăng cao thì khi mình sử dụng corticoid thì nó sẽ làm nặng thêm cái tình trạng tăng ure. Và chỉ có trường hợp suy thận nặng thì cái tác dụng này mới 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 đáng chú ý thôi, chứ còn trong trường hợp điều trị thông thường thì cái tác dụng tăng ure này không đáng kể. Tác dụng trên chuyển hóa lipid thì chủ yếu là mình thấy có tình trạng tái phân bố mỡ. Mấy em thấy bình thường mỡ nó sẽ phân bố đều ở trên cơ thể, dưới tác dụng của corticoid thì nó có cái tình trạng tái phân bố mỡ, mỡ nó tập trung ở cái vùng trục thân người á. Em thấy bệnh nhân có cái nó tập trung ở vùng mặt nè, vùng ngực nè, vùng bụng nè, còn tay chân thì teo nhỏ ha. Mình ta mô tả cái hình ảnh này mấy em thấy trong bệnh nhân bị hội chứng kết sinh á, mặt bệnh nhân có mặt tròn như mặt trăng, da mặt ửng đỏ. Ửng đỏ là tại cái da nó bị mỏng, cho nên thấy những cái mạch máu ở dưới da, da mặt ửng đỏ, nổi mụn, mọc râu. Những cái tác dụng này là do nó gắn vào những cái receptor của androgen, tại vì nó có cấu trúc, nó cũng có cái vòng steroid giống như androgen, cho nên nó gắn vào những cái receptor của androgen, bệnh nhân sẽ có cái triệu chứng nổi mụn, mọc râu. Rồi tay chân thì teo nhỏ do thoái hóa protein ha. Cái tái phân bố mỡ chủ yếu là mình thấy trong hình ảnh trong bệnh nhân bị hội chứng kết sinh. Tại sao như vậy, nó có cái tình trạng như vậy thì người ta cũng chưa có hiểu hết. Tác dụng giữ muối và nước thì tùy theo loại mà nó có tác dụng giữ muối nước như thế nào ha. Thì có những loại thuốc mà không có tác dụng giữ muối và nước, ví dụ như là dexamethasone hoặc là betamethasone là những thuốc không có tác dụng giữ muối và nước. Mấy em có trong cái bảng những cái một số cái corticoid ở trong bài giảng của mấy em đó,
thì mấy em cái tác dụng giữa muối và nước này mấy em phải so sánh được hết hết được tất cả những cái thuốc ở trong cái bảng đó. Corticoid nó làm mà mất ion K cộng và H cộng theo nước tiểu, cho nên trong một trường những cái trường hợp điều trị kéo dài đó thì nhất là mình phối hợp thêm với những cái thuốc mà có cái nguy cơ hạ kali máu nữa thì chú ý ha, nó có thể gây sỏi đường tiết niệu. Nãy em nhớ là cái parahormone nó hoạt động bù trừ bằng cách nó huy động canxi từ xương ra thôi, thì cái canxi này nó sẽ lắng đọng ở đường tiết niệu, nó sẽ gây có nguy cơ gây sỏi đường tiết niệu, tác dụng lên trên những cái tế bào máu. Thì cái tác dụng tăng hồng cầu này khi mình chỉ sử dụng thuốc điều trị mình không thấy rõ đâu, nhưng mà trong những cái trường hợp mà bệnh nhân bị bệnh Addison á, tức là thiếu cái nhóm mà glucocorticoid nè, thì bệnh nhân sẽ có cái tình trạng là thiếu máu. À, bệnh nhân sẽ có cái khuynh hướng là thiếu máu. Còn những cái bệnh nhân mà bị bệnh Cushing thì thường có khuynh hướng là đa hồng cầu, làm tăng bạch cầu đa nhân trung tính. Tại vì nó có tác dụng kháng viêm đó, cho nên trong quá trình viêm á, thì có hiện tượng bạch cầu xuyên mạch nó di chuyển về ổ viêm á, thì corticoid nó ức chế sự xuyên mạch của bạch cầu, cho nên nó làm cho bạch cầu trong máu nó tăng lên, tác dụng ở trên tim mạch. Thì corticoid nó làm tăng huyết áp. Cái tác dụng tăng huyết áp này á, thứ nhất là do giữ muối và nước làm tăng huyết áp. Cái thứ hai nữa là mấy em nhớ hồi nãy cái cơ chế tác dụng của thuốc này á, nó là nó làm tăng tổng hợp protein có chức năng sinh học, phải không? Làm tăng tổng hợp những cái protein có chức năng sinh học. Thì những cái protein này á, trong trường hợp này nó là cái receptor giao cảm. Receptor giao cảm là receptor gì? Receptor giao cảm, thí dụ như receptor beta-1. Beta-1 thì làm có tác dụng gì trên tim? Beta-1 làm biểu lộ receptor beta-1 thì sẽ những cái chất giao cảm trong cơ thể nó gắn vô, cho nên nó sẽ làm tăng nhịp tim, tăng sức co bóp cơ tim. Rồi nó biểu lộ receptor alpha-2. Alpha-2 thì nó gây co mạch ha, cho nên nó làm biểu lộ các thụ thể giao cảm, cho nên nó sẽ gây tăng cung lượng tim, nó gây tăng trương lực của mạch máu, cho nên nó sẽ gây tăng huyết áp. Cho nên trong những cái trường hợp đó, mà bệnh nhân mà bị suy võ thượng thận đó, suy võ thượng thận cấp đó, là thiếu những cái hormone nhóm glucocorticoid, mấy em thấy khi đó bệnh nhân bị trụy mạch đó, và bị trụy mạch đó, mà khi đó mấy em dùng những cái thuốc vận mạch đó để nâng huyết áp lên đó, huyết áp nó rất là khó lên, trừ khi nào mình đưa vô cái hormone thay thế rồi, tại vì những cái receptor này nó bị lặn xuống rồi, nó giảm số lượng receptor rồi, cho nên khi mình sử dụng những cái thuốc vận mạch đó, những cái thuốc mà kích thích giao cảm đó, huyết áp nó khó rất là khó lên. Tác dụng ở trên thận ha, do nó làm tăng cung lượng tim đó, tức là lưu lượng máu qua qua nhiều đó, cho nên một số trường hợp đó, bệnh nhân sử dụng corticoid, bệnh nhân có cái triệu chứng đi tiểu nhiều ha, đi tiểu nhiều một này là do tăng cung lượng tim, hai nữa là trường hợp mà tăng đường huyết đó, nó cũng lợi niệu thẩm thấu, cho nên có một số trường hợp mình sử dụng corticoid mình sẽ thấy cái triệu chứng đi tiểu nhiều. Tác dụng lên thần kinh trung ương, nó tác dụng lên cái vùng hải mã đó, ở cái liều sinh lý thì nó chi phối cho những cái biểu hiện về cảm xúc và hành vi, nhưng mà nếu mà tăng thì nó sẽ biểu hiện rối loạn cảm xúc và hành vi. Và thường khi mình sử dụng corticoid ngoại sinh, tức là mình đưa đưa vô để mình điều trị thì thường sẽ có cái triệu chứng là hưng phấn, cho nên rất là khó ngủ, và nó sẽ làm tăng cái triệu chứng tâm thần có sẵn. Cô thí dụ như một người nào đó bị trầm cảm, thì khi sử dụng corticoid á, thì cái triệu chứng trầm cảm nó sẽ nặng lên. Hoặc là cái người này bị tâm thần phân liệt, thể kích động, thì khi sử dụng corticoid á, thì cái triệu chứng kích động nó sẽ nặng lên. Nó làm tăng bệnh tâm thần có sẵn. Còn bình thường á, mình sử dụng corticoid á, thì nó sẽ gây hưng phấn, cho nên nó sẽ gây khó ngủ, nó kích thích ăn ngon.
kích thích ăn ngon. Cái tác dụng này tác dụng ở trên não ha, cho nên chán ăn thì nó có nhiều nguyên nhân chán ăn, mà cái kích thích ăn ngon của corticoid này nó không nhằm vô trong những cái nguyên nhân đó, và khi mà mình còn sử dụng thì nó còn tác dụng kích thích ăn ngon, và khi mà mình ngưng đó, thì cái tình trạng chán ăn nó còn nặng hơn nữa. Và nếu mà mình sử dụng kéo dài để duy trì được cái tác dụng này á, thì nó có rất là nhiều tác dụng phụ. Corticoid cái tác dụng phụ nó phụ thuộc vô cái yếu tố thời gian là quan trọng. Mình sử dụng cái liều cao mà thời gian ngắn thì nó vẫn ít tác dụng hơn là mình sử dụng mặc dù cái liều thấp nhưng mà thời gian kéo dài. Tác dụng lên cái sự tăng trưởng của cơ thể thì tác động lên cái giai đoạn thời kỳ bào thai á, thì nó giúp biệt hóa một số cái hệ thống cơ quan của thai nhi. Nó kích thích tạo cái chất sự phát tăng ở phổi. Cái chất sự phát tăng ở phổi là cái gọi là cái chất hoạt diện, nó giúp cho cái phế nang có thể phồng lên được. Ha. Em bé mà khi mà nó ở nằm ở trong bụng mẹ, nó nằm trong bụng ối á, thì cái phế nang nó xẹp. Khi mà ra khỏi bụng mẹ nó tiếp xúc với không khí từ phía bên ngoài đó, thì cái phế nang là phải phồng lên được để chứa khí, thì cái phế nang có thể phồng lên được đó là nhờ cái chất sự phát tăng. Nó corticoid nó làm phát triển hệ thống men ở ở hệ tiêu hóa và ở gan, và nó giúp trưởng thành các mạch máu. Trong trường hợp mà em bé sinh non thì nó sẽ có nguy cơ là suy hô hấp do xẹp phổi, nó có nguy cơ là hoại tử ruột hoặc là xuất huyết quanh não thất. Cho nên trong trường hợp đó, người ta có trong trường hợp mà cái người mang thai mà có nguy cơ sinh non đó, thì người ta có chỉ định sử dụng corticoid cho người mẹ. Cái chỉ định này gọi là chỉ định trước sinh để giúp trưởng thành cơ quan thai nhi. Cái thuốc này nó làm mà chậm lớn, corticoid nó có tác dụng làm chậm lớn, cho nên khi mà sử dụng ở trẻ em thì chú ý cái tác dụng này ha. Nó sẽ làm ức chế cái tổ chức sụn là cái phần mà kéo dài của xương á, cho nên ở trẻ em mà sử dụng thời gian kéo dài nó sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển chiều cao. Tác dụng lên cơ vân thì cả hai trường hợp thiếu hay là thừa nó đều gây yếu cơ hết. Nếu mà thừa nhóm glucocorticoid thì yếu cơ là do teo cơ, thoái hóa protein nó gây teo cơ. Còn nếu mà thiếu nhóm glucocorticoid, ví dụ như trong bệnh Addison á, thì cái thiếu cái nhóm glucocorticoid thì nó làm thay đổi cấu trúc của sợi cơ, cho nên nó sẽ gây yếu cơ, gây nhược cơ, tác dụng lên những cái hormone khác trên hormone tuyến giáp, thì nó làm giảm hormone tuyến giáp, làm giảm T3 hoặc T4, nó tác dụng lên các hormone hướng sinh dục và làm giảm tiết gonadotropin. Hormone hướng sinh dục là hormone sản xuất ra ở tuyến yên đó, thì trước tuyến yên là NLH và FSH đó, cho nên nó làm giảm tiết cái gonadotropin. Tác dụng loét dạ dày tá tràng, tác dụng này á, nó sẽ tăng lên nếu mà sử dụng chung với các NSAID. Biết mấy em học học cái nhóm NSAID này chưa? Bật mic lên nói cho cô biết là mấy em học NSAID này chưa? Vậy rồi. Rồi, vậy NSAID nó gây loét dạ dày là tại sao nó gây loét? Bật mic lên trả lời đây. NSAID này nó gây loét dạ dày là tại sao? Dạ thưa cô, là do nó ức chế tạo thành các prostaglandin nội địa có tác dụng là điều hòa hoạt động của dạ dày, cho nên là dẫn đến loét dạ dày. NSAID mà nó ức chế men cốc. Men cốc là cái chữ viết tắt của men xích lỗ oxygena nè. Men cốc thì có cốc 1 và cốc 2. Cốc 1 là tạo ra prostaglandin sinh lý, cốc 2 là tạo ra prostaglandin ở mô bị viêm ha. Thì trong những cái trường hợp mà cái mình sử dụng các NSAID mà ức chế men cốc không chọn lọc á, trong đó nó ức chế men cốc 1 á, là nó tạo ra cái prostaglandin sinh lý nè. Cái prostaglandin sinh lý này nói về cái vai trò sinh lý ở ở dạ dày đó. Thì ở dạ dày có hai cái nhóm yếu tố, là nhóm yếu tố bảo vệ niêm mạc dạ dày. Nhóm yếu tố bảo vệ niêm mạc dạ dày là gì? Là mucin, là bicarbonate
để trung hòa bớt dịch vị. Thì cái nhóm yếu tố bảo vệ niêm mạc dạ dày là được tạo thành từ prostaglandin, còn nhóm yếu tố tấn công niêm mạc dạ dày là acid lipic và pepsin. Cái tình trạng loét dạ dày xảy ra khi có giảm yếu tố bảo vệ hoặc là tăng yếu tố tấn công ha. Thì trong trường hợp mình sử dụng NSAID mà nó gây loét dạ dày thì đối với những NSAID mà ức chế men cốc không chọn lọc, có ức chế men cốc một trong đó thì nó sẽ làm giảm cái prostaglandin sinh lý nè, sẽ nó ảnh hưởng làm giảm cái yếu tố bảo vệ niêm mạc dạ dày, cho nên cái nguy cơ loét dạ dày nó tràn nó sẽ tăng lên. Và cái corticoid thì nó cũng ức chế tạo thành prostaglandin nhưng mà nó ức chế ở khâu cao hơn, và khi mình phối hợp hai cái này với nhau thì cái nguy cơ gây loét dạ dày tá tràng nó sẽ tăng lên. À, và mấy em thường là mấy em khi em đọc sách đó, mấy em hay thấy nói là cái nguy cơ loét dạ dày tá tràng á nó sẽ tăng lên khi sử dụng corticoid với các NSAID. Về mặt lý thuyết nè, về mặt lý thuyết thì mình thấy là corticoid nó có nguy cơ gây loét dạ dày tá tràng tại vì nó ức chế tạo thành prostaglandin ở cái khâu cao hơn nè. Thì nhưng mà cái tác dụng mà corticoid sử dụng mà nó gây loét dạ dày tá tràng á, nó không có được sự đồng thuận của các chuyên gia về nội tiết. Tại vì sao? Tại vì khi mình nói cái gì đó cũng phải có chứng cứ ở trên trên lâm sàng chứ không phải dựa vô lý thuyết mà mình nói không. Thì người ta thấy rằng ở những mấy em phân biệt được bệnh kết sinh với lại hội chứng kết sinh không? Hả? Mấy em phân biệt được bệnh kết sinh với lại hội chứng kết sinh không em? Bật mic lên trả lời Dạ được, cô. Được. dạ được cô ơi. Nói sao? Phân phân biệt làm sao cho cô nói đi. Bệnh kết sinh là sao, còn hội chứng kết sinh là sao? Dạ theo em biết thì bệnh kết sinh và hội chứng kết sinh, một cái là nguyên phát và một cái là thứ phát. Bệnh kết sinh là nguyên nhân nguyên phát của nó nằm ở tuyến yên, còn hội chứng kết sinh là nguyên nhân thứ phát, có thể là do corticoid ngoại sinh. Cái hay là nói cái cách khác còn là nói cho rõ hơn là vậy nè. Tất cả những cái trường hợp mà nó tăng cortisol á thì nó đều gây hội chứng kết sinh hết, phải không? Tất cả những cái trường hợp mà tăng cái cortisol đó thì nó đều gây hội chứng kết kết sinh hết. Vậy thì còn bệnh kết sinh là bệnh ở trên tuyến yên, nó sản xuất ra ACTH, nó làm kích thích lên trên vỏ thượng thận, nó làm tăng sản xuất cortisol. Bởi vì bệnh kết sinh nó có hội chứng kết sinh không? Có mẹ trả lời cô nghe, bệnh kết sinh nó có hội chứng kết sinh không? Dạ À, tất nhiên là sẽ có. và bệnh kết sinh nó có hội chứng kết sinh, nhưng mà không phải là hội chứng kết sinh nào nó cũng là bệnh kết sinh ha. Cho nên mà người ta thấy á, là những bệnh nhân bị bệnh kết sinh á, người ta cái nguy cơ cái loét dạ dày tá tràng nó không không có tăng lên, cái nguy cơ loét dạ dày tá tràng nó không có tăng lên so với người bình thường. Vì lý do đó cho nên người ta không có đồng ý là nó là corticoid nó gây loét dạ dày tá tràng. Nhưng mà đã có những cái chứng cứ ở trên lâm sàng, tức là qua cái thử nghiệm lâm sàng đó, là người ta sử dụng các NSAID thì nó gây loét dạ dày tá tràng. Ví dụ như cái nguy cơ loét dạ dày tá tràng của NSAID khi mà sử dụng ở cái người bình thường đó, là ở cái người mà sử dụng NSAID đó là nó gấp 2 lần. Nó gấp 2 lần. Thì khi mà mình nguy cơ loét dạ dày nó tăng gấp 2 lần so với cái người mà không có sử dụng NSAID. Nhưng mà khi mà phối hợp với corticoid á, thì cái nguy cơ loét dạ dày tá tràng nó tăng lên gấp 3, gấp 4 lần ha. Cho nên mấy em đọc tài liệu mấy em luôn luôn là thấy là cái nguy cơ loét dạ dày tá tràng á, của corticoid nó tăng lên khi phối hợp chung với các NSAID ha. Nói như như vậy á, nhưng mà khi mà corticoid á, ta chưa có đồng thuận tác dụng gây loét dạ dày tá tràng của corticoid, nhưng mà corticoid á, nó vẫn là chống chỉ định cho những bệnh nhân loét dạ dày tá tràng hoặc là mà sử dụng corticoid phải uống nước bụng no để nó giảm cái tác dụng phụ trên trên đường tiêu hóa. Đây mấy em nhìn cái corticoid nó sẽ sản xuất theo cái trục hạ đồi tuyến yên tuyến thượng thận ha. Nó sẽ được kích thích sản xuất những cái yếu tố như là cái nhịp sinh lý và nhịp ngày đêm, cái tình trạng sốt hoặc là bị stress, hoặc là bị hạ đường huyết hay là hạ huyết áp. Thì những cái yếu tố này nó sẽ tác động lên những cái chất dẫn truyền thần kinh ở vùng hạ đồi, kích thích sản xuất ra hormone CRH.
cái hormone CRH này tác động lên thùy trước của tuyến yên, kích thích sản xuất ra ACTH. ACTH tác động lên vùng bó của tuyến thượng thận, kích thích sản xuất ra cortisol. Và khi mà lượng cortisol tăng lên tới một mức độ nào đó thì nó feedback ngược lại vùng hạ đồi với lại tuyến yên để ngưng không có sản xuất ACTH. Thì đây là cái cơ chế feedback âm để điều hòa sản xuất cortisol, để nó làm cho cái lượng cortisol nó sẽ sản xuất ra theo nhu cầu cơ thể, nó không có bị tăng quá mức hoặc là nó giảm quá mức. Thì khi mà mình sử dụng corticoid ngoại sinh từ phía bên ngoài đưa vào thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái trục hạ đồi tuyến yên, tuyến thượng thận này. Cô thí dụ như là mình điều trị hội chứng thận hư. Hội chứng thận hư là một cái hội chứng thận hư là một cái bệnh tự miễn đó. Mình sử dụng corticoid liều cao và thời gian kéo dài ha, ví dụ như có khi cái thời gian điều trị là 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng, có khi kéo dài cả năm. Mình đưa từ phía bên ngoài vào nè. Cái khi mà cái nồng độ corticoid nó cao trong máu thì nó sẽ feedback lên vùng hạ đồi tuyến yên, nó ngưng không có tiết ACTH cái gì. Một thời gian dài, thời gian mình sử dụng kéo dài đó, một thời gian dài mà cái vỏ thượng thận nó xong không được kích thích bởi ACTH thì nó sẽ sao? Nó sẽ bị teo lại và nó mất chức năng sản xuất cortisol nè. Nó mất chức năng sản xuất cortisol nè. Thì khi mà mình còn đưa thuốc từ phía bên ngoài vào thì mình không thấy cái triệu chứng suy vỏ thượng thận đâu. Mà khi điều trị bệnh ổn định rồi đó, mình ngưng thuốc từ phía bên ngoài đưa vào thì bệnh nhân sẽ thiếu cái cortisol, bệnh nhân sẽ có cái tình trạng suy vỏ thượng thận cấp. Cái suy vỏ thượng thận cấp này là một cấp cứu nội khoa. Vậy vậy thì để biết cái tác dụng, cái triệu chứng của suy vỏ thượng thận cấp này là gì thì mấy em liên hệ là nhớ lại cái chức năng, cái vai trò của cortisol ở trong máu đi. Thì cái cortisol này là nó giúp để duy trì huyết áp, phải không? Thiếu nó thì sẽ bị tụt huyết áp. Còn nó duy trì đường huyết, mình gọi là nhóm glucocorticoid đó, cho nên thiếu nó sẽ bị tụt luôn hạ đường huyết. Rồi nó duy trì cái chất điện giải, nó giữ natri, nó thảy kali ra. Cho nên thiếu nó thì nó sẽ rối loạn cái điện giải, nó thiếu natri, nó mất nước và nó tăng kali máu. Ngoài ra nó, ngoài mấy cái triệu chứng chính, nó còn có những cái triệu chứng không đặc hiệu như là đau bụng hoặc là ói mửa, nếu mà nặng thì có thể hôn mê. Nhưng mà mấy em nhớ mấy cái triệu chứng chính vậy đó: tụt huyết áp nè, hạ huyết áp nè, tụt huyết áp nè, hạ đường huyết nè, rối loạn điện giải nè. Ngoài ra là còn có những cái triệu chứng ở trên đường tiêu hóa hoặc là nặng thì hôn mê, sốt đó. Cho nên nhớ ha, khi mà sử dụng corticoid điều trị đưa từ phía bên ngoài vào thời gian kéo dài đó, thì người ta sợ nhất là cái ảnh hưởng cái trục hạ đồi tuyến yên là nó gây suy vỏ thượng thận cấp. Cái cortisol sản xuất ra nhiều vào khoảng 8-9 giờ sáng và nó trung bình là khoảng 20 mg ngày. Cortisol sản xuất thì nó trong khoảng từ 15 cho tới 30 mg ngày, nhưng mà trung bình khoảng 20. Sản xuất nhiều nhất vào khoảng 8-9 giờ sáng. Khi mà mình sử dụng thuốc đưa vô điều trị, cái thuốc này có điều trị rất là nhiều bệnh, cho nên có những cái rất là nhiều đường hấp thu. Mình có thể sử dụng thuốc qua đường tiêu hóa, tức là đường uống, hoặc là đường tiêm, hoặc là đường tại chỗ. Tại chỗ tức là mình sử dụng chỗ nào nó sẽ có tác dụng chỗ đó. Bôi trên da nó có tác dụng trên da, nhỏ trên mắt có tác dụng trên mắt, hoặc là tiêm vô trong khớp nó có tác dụng trên khớp ha. Tại chỗ. Cái thuốc ở dạng tiền dược, mấy em học cái phần dược lý đại cương của thầy chữ dạy rồi đó, những cái thuốc ở dạng tiền dược đó, thì nó chưa có tác dụng, để nó sẽ chuyển hóa qua gan nó mới có tác dụng. Cho nên mấy em nhớ những cái thuốc ở dạng tiền dược đó, thì mình ở những cái bệnh nhân mà suy giảm chức năng gan mình không nên sử dụng ha. Thí dụ như là prednisone nè, đó là tiền dược của prednisolone, hoặc là cortisol nè, chữ N nè, đó là tiền dược của cortisol chữ L nè, tức là hydrocortisone. Cortisol này nó là tiền dược của hydrocortisol. Trong cái giới hạn bài này thì cô yêu cầu mấy em nhớ hai cái
cái tiền mà dược mà cổ điển cơ bản nhất thôi, chứ còn ở trên thị trường đó, nó có cả trăm loại thuốc ở dạng tiền dược chỉ định sử dụng. Khi mà trước khi nói về chỉ định sử dụng, cô muốn em hiểu cái khái niệm liều tương đương ha. Liều tương đương đây ta hay sử dụng cái liều tương đương với prednisolone lắm. Em trong cái bảng này, trong bài mấy em như là cuối bài á, đây người ta sẽ lấy hydrocortisone làm chuẩn để so sánh tác dụng kháng viêm, tác dụng giữ muối và nước và tác dụng tại chỗ với các corticoid khác. Ở hydrocortisone cái liều 20 mg thì nó có tác dụng kháng viêm bằng một, tác dụng giữ muối nước bằng một, tác dụng tại chỗ bằng một ha. Mấy em so với prednisone nè, 5 mg prednisone thì nó tương đương với 20 mg hydrocortisone, tác dụng kháng viêm gấp 4 lần so với hydrocortisone, tác dụng giữ muối và nước thì nó gấp 0,8 lần, nó ít hơn và nó không có tác dụng tại chỗ. Rồi đây mình so sánh với prednisolone thì nó cũng giống như là prednisone ha, nhưng mà nó khác ở chỗ là cái prednisone này nó có tác dụng tại chỗ gấp 4 lần so với hydrocortisone, còn prednisone này không có ha. Tại sao nó khác nhau chỗ này? Thì những cái thuốc mà ở dạng tiền dược đó, nó sẽ không có tác dụng tại chỗ ha. Ví dụ như cái prednisone này á, mình bôi trên da đi, nó đâu có tác dụng gì, nó phải chuyển hóa qua gan thành prednisolone nó mới có tác dụng. Cho nên những thuốc ở dạng tiền dược thì nó sẽ không có tác dụng tại chỗ ha. Em nhìn đây nè, cái prednisone nè hoặc là cortisone nè là này, những cái thuốc ở dạng tiền dược đó, nó sẽ không có tác dụng tại chỗ. Ở đây cái dexamethasone hoặc là betamethasone, betamethasone thì 0,6 mg betamethasone nó tương đương với hydrocortisone là 20 mg, tác dụng kháng viêm thì gấp 25 lần so với hydrocortisone, không có tác dụng giữ muối và nước, tác dụng tại chỗ gấp 10 lần so với hydrocortisone ha. Giờ cái liều tương đương nè, mấy em nhìn cái cột liều tương đương á. Giờ cô thí dụ như nói là để tương đương liều tương đương với prednisolone, thí dụ như cô nói cái bệnh đó đi, cái bệnh thí dụ như cái thí dụ như cô nói bệnh viêm thanh quản đi, chỉ định prednisolone cái liều tương đương là 20 mg ha. Bây giờ mấy em không sử dụng prednisolone mà mấy em sử dụng hydrocortisone thì cái liều tương đương là bao nhiêu? Bật mic nói rồi, bao nhiêu hydrocortisone để nó tương đương với prednisolone là 20 mg? Nhiều mấy em bật mic lên Số coi, 80. 80 đúng rồi ha. Tương tự như vậy mấy cái này ha, và cái bắt buộc cái liều tương đương này, trong cái bảng này cái số lượng corticoid không có nhiều, bắt buộc là mấy em phải nhớ hết cái này nè, bao nhiêu đây nè, cái liều tương đương nè. Ví dụ như câu trắc nghiệm cô cho cái liều tương đương với bất kỳ cái loại thuốc nào và cô kêu tính ra cái là cái bên đó là nó cái liều tương đương với cái liều này là bao nhiêu ha, thì bắt buộc em phải phải tính ra được ha. Với lại ở ở trong cái bảng này mấy em chú ý nè, cái pyrocortisone nó cũng nằm ở trong cái bảng này, nó nói là nhóm glucocorticoid nó cũng nằm ở trong cái bảng này, tại vì cái tác dụng kháng viêm của nó rất là lớn mà, gấp 10 lần so với hydrocortisone. Nhưng mà mấy em nhìn cái tác dụng giữ muối và nước của pyrocortisone đây, nó gấp 125 lần so với hydrocortisone, mà tác dụng tại chỗ là gấp 10 lần. Cho nên đối với cái pyrocortisone nè, mình không có sử dụng nó như là cái nhóm glucocorticoid ha, không có sử dụng cái tác dụng kháng viêm của nó, mình chỉ sử dụng cái tác dụng giữ muối và nước. Trong bệnh Addison nó thiếu cái nhóm mineralocorticoid thì mình đưa vô để điều chỉnh rối loạn nước và điện giải thôi, chứ không có sử dụng cái tác dụng kháng viêm của cái pyrocortisone, mặc dù nó nằm ở trong cái bảng này. Rồi trong cái bảng này mấy em phải nhớ gì nữa? Mấy em phải so sánh được cái tác dụng kháng viêm của những cái thuốc ở trong cái nhóm này ha. So sánh được cái tác dụng giữ muối nước, tác dụng tại chỗ của tất cả những cái thuốc ở ở, ở trong này ha.
cái corticoid trên thị trường đó, nó có cả ngàn loại, cho nên cái phần mình này có bao nhiêu đây á, là những cái corticoid cơ bản cổ điển mà mình phải nhớ đó. Rồi giờ mấy em hiểu cái khái niệm liều tương đương rồi ha. Rồi cái chỉ định cái đây là nói là tinh tính là cái liều tương đương với prednisolone ha. Nếu mình không sử dụng cái prednisolone mình sử dụng cái khác đó, thì mình sẽ tính ra cái liều tương đương. Liều sinh lý là trong trường hợp mà cái vì lý do nào đó à, cái vỏ thượng thận nó thiếu cái nhóm glucocorticoid thì mình đưa vô bằng với cái sinh lý, bằng với cái lượng hydrocortisone sản xuất ra trong ngày ha, thì cái đó gọi là liều sinh lý. Giờ cái đây là cái prednisolone là liều sinh lý là 5 mg ha, tại vì trung bình hydrocortisone sản xuất ra 20 mg ngày. À, giờ cô thí dụ như nếu mình sử dụng beta-metazone đi thì cái liều này liều nhiêu? Bao nhiêu để nó tương đương với 20 mg hydrocortisone? Nếu mà sử dụng beta-metazone. Nhiều mấy em, bật mấy lần nói không à. biết chắn 0,6 ừ. Ha, cho nên phải tính ra được cái liều tương đương ha. Trong bệnh Addison thì mình đưa vô cái liều sinh lý và bệnh nhân sẽ sử dụng suốt đời. Thường thì đưa vô gần cái liều sinh lý thì phải đúng như theo cái nhịp sinh lý của nó là 2 phần 3 buổi sáng và 1 phần 3 buổi chiều. Rồi một cái bệnh nữa cũng sử dụng liều sinh lý nữa là bệnh tăng sản vỏ thượng thận bẩm sinh. Đây là một cái bệnh đột biến gen mà em thấy em bé mà sinh ra trong 5 ngày tuổi mà nếu mà nó nằm trong những cái đứa bé mà nó cái nguy cơ cao về nó mắc những cái bệnh về di truyền á, thì người ta thử máu gót chân để tầm soát á, thì trong những cái bệnh về di truyền đó có cái bệnh tăng sản vỏ thượng thận bẩm sinh. Em nhìn cái hình này ha, em nhìn mấy cái chữ màu, đây là những cái hormone của vỏ thượng thận. Em nhìn cái chữ màu xanh nè, đây là aldosterone nè. Ở cái hormone của vỏ thượng thận nó thuộc nhóm gì? Nhóm mineralocorticoid. Cái cortisone nè, nó là nhóm glucocorticoid. Testosterone nè, nó thuộc cái nhóm androgen đó. Thì ba cái hormone này là ba cái nhóm hormone nó sản xuất ra ở vỏ thượng thận và nó được sản xuất từ cái nguyên liệu ban đầu là cholesterol ha. Nó sẽ qua nhiều cái phản ứng hóa học để nó tạo ra ba nhóm hormone này. Thì bệnh tăng sản vỏ thượng thận bẩm sinh đó là một bệnh đột biến gen, bệnh nhân thiếu một cái đoạn gen để tổng hợp một trong những cái enzyme trong cái quá trình tạo thành cái hormone của vỏ thượng thận này. Và hơn 80% người ta thấy nó thiếu cái hormone 21 hydroxylase nè, nó thiếu cái hormone này. Thì khi mà thiếu cái hormone này, mình nên thiếu hormone để tạo ra cái androsterone nè. Thiếu androsterone thì bệnh nhân sẽ bị thiếu thiếu muối với thiếu nước, thì mình sẽ đưa cái giống nhóm mineralocorticoid vô điều trị. Còn nếu mình nó thiếu cái 21-hydroxylase mà ở bên cái khâu cortisone này, thì mấy em nhớ là nếu mà cortisone giảm thì nó sẽ feedback lên trên cái vùng tuyến yên á, nó kích thích làm tăng cái gì, nó làm tăng ACTH lên ha, nó làm tăng ACTH lên. Mà mấy em nhớ cái ACTH nó tác động lên cái vùng nào của vỏ thượng thận không? ACTH này nó tác động lên vùng bó và vùng lưới. Vùng bó là cái vùng sản xuất ra cortisone nè, vùng lưới là vùng sản xuất ra testosterone nè ha, cho nên nó tăng ACTH. Thì qua một cái nhánh bên cái vùng bó nè, nó thiếu cái enzyme này cho nên nó không có tăng cortisol lên được, thì nó sẽ đi qua cái nhánh bên đây, cái prednisolone nó đi qua cái nhánh bên đây, nó đi qua cái nhánh bên đây để làm tăng cái testosterone lên. Cái testosterone nó là hormone sinh dục nam, cho nên bệnh nhân sẽ có cái triệu chứng nam hóa ha. Nếu mà bé gái thì nó sẽ bị rậm lông nè, bị hói đầu nè, lớn một chút nó bị mọc râu nè ha. Nếu mà nặng nữa thì rối loạn cơ quan sinh dục ngoài nè. Còn bé trai á, thì nó sẽ bị dậy thì sớm nè. Đó. Đây là mấy em nhìn nè. Cái hình nè. Hơn 80% là nó thiếu cái enzyme 21-hydroxylase nè. Tức là nó thiếu tổng hợp thành cái nhóm cortisone nè. Thiếu cái androsterone nè.
mà cũng có thể là nó thiếu chỉ có cái nhóm cortisol không này, anh không có thiếu bên cái aldosterone này, nó có nhiều khi nó không có không không có nó ít có ảnh hưởng tới cái enzyme mà tạo aldosterone cũng có, mà nó chỉ có một cái triệu chứng là đơn thuần là tăng androgen thôi, cái tăng sản vỏ thượng thận bẩm sinh mà nó nhẹ thì nó có cái biểu hiện cái tình trạng nam hóa đơn thuần thôi, hoặc là nó có cả hai trường hợp này thì nó có thêm cái triệu chứng mất múi nữa ha. Thì bây giờ mấy em nhìn thấy nè, giờ nó tăng cái androgen này lên nè, giờ mình làm sao để cho giảm cái androgen này xuống, theo mấy em làm sao hả? Em bật mic nói lên cho cô nghe cái trường hợp này mình phải làm sao. Thì mình phải đưa cái nhóm cortisol nè, tại vì cortisol mà thiếu đâu có được, nó cũng phải, tại vì cortisol nó giúp duy trì huyết áp, rồi mà thiếu nó thì nó gây suy vỏ thượng thận cấp đó, cho nên bắt buộc cũng phải đưa cortisol này vô để điều trị thay thế cái cortisol này, nhưng mà quan trọng là để ức chế ACTH để giảm cái androgen này ha. Thì trong trường hợp này để chỉ định là để cái nhóm glucocorticoid mình đưa vô để làm để điều trị bệnh tăng sản vỏ thượng thận bẩm sinh, và để còn và cũng dùng sử dụng liều sinh lý điều trị suốt đời. Đó là cái chỉ định liều sinh lý để điều trị bệnh tăng sản vỏ thượng thận bẩm sinh, liều dược lý là liều để có tác dụng kháng viêm, chống dị ứng và ức chế miễn dịch. Liều kháng viêm trong những cái trường hợp và viêm thông thường hoặc chống dị ứng thông thường thì mình có thể sử dụng cái liều tương đương với prednisolone là 0,5 mg trên kg cân nặng ngày, hoặc là tối thiểu là 20 mg ngày để sử dụng cái tác dụng kháng viêm chống dị ứng. Có nghĩa là gì? Thí dụ như cái người này là 50 kg, cái người này là 50 kg, thì nếu mà sử dụng theo cái liều trên kg cân nặng này thì phải 25 mg prednisolone ha, nhưng mà nếu mà sử dụng 20 mg thì nó cũng vẫn có tác dụng kháng viêm và tối thiểu là phải 20 mg. Đây là liều kháng viêm và chống dị ứng. Còn liều ức chế miễn dịch, ức chế miễn dịch tức là ức chế tạo kháng thể luôn đó. Thì cái liều ức chế miễn dịch này nó có khi mình sử dụng từ 1 mg trên kg cân nặng ngày trở lên, nó có ức chế miễn dịch, hoặc là tối thiểu là 40 mg prednisolone ngày à, thì cũng tương tự, giải thích cũng tương tự như như nãy. Ví dụ như trên bệnh nhân này 50 kg thì nếu mà sử dụng cái liều ức chế miễn dịch tính theo kg cân nặng này á, mình tính là 50 mg, mà thay vì mình sử dụng 50 mg mình sử dụng 40 mg, nó cũng có tác dụng ức chế miễn dịch, tức là tối thiểu 40 mg à. Đây là liều ức chế miễn dịch. Nhưng mà thông thường ở những cái bệnh lý về miễn dịch đó, người ta hay sử dụng cái liều nằm trong khoảng từ 1 tới 2 mg trên kg cân nặng ngày. Nên thấy ha, cái này là cái thuốc này nó chỉ được chỉ định trong rất là nhiều bệnh. Mình thấy nó có cái thuốc nào mà nó giống như thuốc này không? Chỉ định quá trời nhiều bệnh luôn nè. Nhưng mà cũng không phải có nhiều bệnh đâu, còn nhiều bệnh hơn nữa. Bệnh nào nó xuất phát từ cái nguyên nhân viêm mà ra, từ cái phản ứng dị ứng mà ra, từ cái phản ứng miễn dịch ra thì đều có thể chỉ định sử dụng corticoid. Nhưng mà nhớ là bên cạnh cái tác dụng có lợi thì cái tác dụng phụ của nó rất là nhiều, mình cân nhắc lợi ích nó phải lớn hơn cái nguy cơ chịu tác dụng phụ thì mới lựa chọn thuốc để sử dụng ha. Rồi mấy em chú ý này nữa, trong chỉ định là trong kháng viêm, viêm thì có nhiều nguyên nhân gây viêm. Dị ứng nó cũng có cái phản ứng viêm, những cái phản ứng miễn dịch nó cũng có cái phản ứng viêm, và trong trường hợp nhiễm trùng nó cũng có cái phản ứng viêm ha. Nếu mà trường hợp mà viêm do nhiễm trùng thì muốn sử dụng kháng viêm nè, muốn sử dụng corticoid cái kháng viêm thì bắt buộc phải phối hợp với kháng sinh mới được ha. Tại vì cái phản ứng viêm là cái phản ứng bảo vệ cơ thể ha. Ví dụ như cái con vi trùng nó xâm nhập vô trong vùng họng của mình thì trong cơ thể mình xuất hiện những cái chất mình gọi là chất gây viêm đó, thì những cái chất này nó có tác dụng gì? Nó bao vây con vi trùng lại,
xong rồi nó sẽ tiêu diệt con vi trùng, ha. Thì nhưng mà nó cơ thể mình nhầm vô con vi trùng nhưng mà nó cũng làm tổn thương cái cơ quan của mình nữa, nó cũng làm sưng nóng đỏ đau nữa ha. Nó thí cô thí dụ giống như là ví dụ như con muỗi nó đậu trên tay mình đập chết con muỗi thì cái tay mình nó cũng đau vậy, thì cái phản ứng viêm nó cũng đối với cơ thể cũng giống vậy. Thì nếu mà viêm do nhiễm trùng mà mình sử dụng corticoid để ức chế cái phản ứng viêm không mà không sử dụng kháng sinh đó, thì con vi khuẩn nó không bị tiêu diệt, nó sẽ phát triển, nó nhân lên, nó xâm nhập vô trong máu, nó gây nhiễm trùng tràn lan ở trong cơ thể ha. Cho nên kha muốn viêm do nhiễm trùng muốn sử dụng kháng viêm bắt buộc phải phối hợp với kháng sinh. Rồi vậy có khi nào mà viêm do nhiễm trùng mà mình sử dụng kháng viêm không, sử dụng kháng sinh không, không sử dụng kháng viêm không cũng được ha. Sử dụng kháng sinh không á, thì nó sẽ tiêu diệt hết vi trùng rồi nó sẽ hết cái phản ứng viêm mà nó sẽ chậm hơn, từ từ nó sẽ hết. Nếu muốn nhanh nó thì kháng viêm kết hợp với kháng sinh. Rồi có khi nào mà mình bị nhiễm trùng, bị viêm họng đó, mình không uống thuốc gì mà tự nhiên hết không, cũng có ha. Thế đó là trường hợp mà cái cơ thể mình nó thắng được con vi trùng rồi đó. Cho nên nhớ ha, em nhớ một cái nguyên tắc là muốn mà sử dụng viêm do nhiễm trùng thì phải bắt buộc phối hợp với kháng sinh mới được sử dụng corticoid. Hay là mấy em thấy cái liều của corticoid cái liều rất là cao luôn, cái liều cái khoản liều nó lớn lắm. Mấy em thấy trong trường hợp sốc nhiễm trùng người ta sử dụng cái liều đó, cái liều cao đối với prednisolone là 1 mg trên kg cân nặng trở lên. À, mà cái này mà mình sử dụng cái metin prednisolone, cái metin đó thì 4 mg metin prednisolone nó mới tương đương với 5 mg prednisolone ha, mà cái này là 30 mg trên kg cân nặng ngày. Ha, cái em thấy cái khoản liều sử dụng corticoid nó cái mức dao động liều của nó rất là lớn luôn ha. Trong trường hợp mà sử dụng cái cho thai phụ dọa sinh non, tức là cái chỉ định này gọi là chỉ định trước sinh đó ha, chỉ định trước sinh đó mấy em, giúp trưởng thành cơ quan thai nhi á, khi sử dụng corticoid cho cái người mang thai thì mấy em lưu ý ha. Nếu mà mình sử dụng thuốc để điều trị bệnh cho mẹ thì để mình sẽ chọn những cái thuốc nào mà nó không qua nhau thai để nó không có ảnh hưởng tới bào thai. Thì những cái loại corticoid mà gọi là corticoid fluor hóa đó, tức là loại corticoid mà nó có gắn cái nguyên tố fluor ở cái vị trí C9 nè, có gắn cái nguyên tố fluor này, thì tất cả những cái này nó thuốc này nó đi qua nhau thai rất là tốt ha. Cho nên khi mà điều trị những cái bệnh nào mà cho cái người mang thai mà mình không muốn cho nó ảnh hưởng tới bào thai á, thì không nên mình đừng nên chọn những cái thuốc corticoid fluor hóa, tức là những cái corticoid có gắn gốc fluor nè. Mấy em nhìn thấy trong cái bảng đó, cái fluorocortisone này là cái nhóm ở cái nhóm tác dụng trung bình đó, triamcinolone này là ở thuốc ở nhóm có tác dụng trung bình đó, còn dexamethasone và betamethasone là cái nhóm có tác dụng dài đó ha. Và trong trường hợp mà gọi là giúp trưởng thành cơ quan thai nhi đó thì mình không có sử dụng mà hết mấy cái thuốc này ha. Thì chỉ định trước sinh đó thì mình phải chọn cái thuốc qua được nhau thai, mà cái nhiều thuốc qua nhau thai lắm, nhưng mà trong đây mình chỉ có sử dụng dexamethasone hoặc là betamethasone thôi. Tại vì hai cái thuốc này á, nó đã qua thử nghiệm lâm sàng chứng minh là nó có lợi ích cho cái chỉ định này rồi ha. Cho nên mấy em nhớ ha, cái chỉ định trước sinh để giúp trưởng thành cơ quan thai nhi thì chỉ có chọn dexamethasone hay là betamethasone thôi. Cái chỉ định này cô sẽ nói rõ hơn là trong cái học phần sau á, mấy em học cái môn dược lý lâm sàng á, cái có cái phần nguyên tắc sử dụng corticoid á, thì mình sẽ nói kỹ hơn về cái này. Tác dụng phụ, hồi nãy giờ mình nói về cái tác dụng của corticoid thì mấy cái tác dụng phụ này mấy em sẽ hiểu hết ha. Phù là do giữ muối nước nè, nó có thể gây tăng huyết áp nè, nó làm giảm kali do nó mất kali theo nước tiểu ha. Cái tác dụng giảm kali máu này em chú ý ha, khi mà trong điều trị mình sẽ sử dụng corticoid có sẽ thể phối hợp với những cái thuốc khác
phối hợp với những cái thuốc khác, có một số thuốc nó cũng có tác dụng làm giảm kali, ví dụ như trong hội chứng thận hư đi, sử dụng thuốc lợi tiểu, trong hội chứng thận hư thì có sử dụng thuốc lợi tiểu để giảm phù đó, thì mình sử dụng corticoid mà có điều trị có phối hợp với thuốc lợi tiểu cũng mất kali nữa ha, cho nên cái tác dụng giảm kali này nó sẽ tăng lên. Loãng xương, cái tác dụng loãng xương của corticoid này thì mấy em biết cái cơ chế tác dụng là loãng xương rồi gì, thì đây là cái dưới tác dụng của corticoid thì những cái xương mà ảnh hưởng nè, dễ ảnh hưởng nè, là xương sườn, xương đốt sống và những cái xương dài. Đây là cái hình ảnh xương bình thường, đây là hình ảnh xương bị loãng này, và những cái bệnh nhân mà bị loãng xương á, bệnh nhân dễ bị gãy cổ xương đùi lắm, tại vì ngay cái vị trí cổ xương đùi là cái vị trí yếu nhất của xương á, cho nên dễ bị gãy. Mà còn xương là đốt sống nè, xương đốt sống nè, đây là mấy em nhìn cái hình ở phía bên bên trái đó, ở trên đó thì cái phần xương ở trên là phần xương đặc đó, là phần chịu lực của xương, mà tới bên trong đây là phần xương xốp, thì dưới tác dụng của corticoid nó gây loãng xương thì nó ảnh hưởng lên cả phần xương đặc và xương xốp, cho nên khi mà bị loãng xương mà nó ảnh hưởng tới cái xương đốt sống là bệnh nhân sẽ có cái triệu chứng là lún đốt sống hoặc là nứt đốt sống. Rồi cái biến chứng này đó là cái biến chứng rất là nặng của corticoid ha, là hoại tử đầu xương. Cái loãng xương á, thì ai sử dụng thời gian kéo dài á, nó đều có nguy cơ loãng xương hết, nhưng mà cái hoại tử đầu xương này đó nó là thuộc nhóm yếu tố cơ địa ha. Thí dụ có hai người cùng sử dụng một loại corticoid, thời gian điều trị và liều giống như nhau ha, nhưng mà có thể người này bị cái tác dụng phụ này mà còn người kia thì sẽ không bị ha. Cái hoại tử đầu xương này đó là do trong thời gian mình sử dụng cái thuốc có liều cao, nồng độ corticoid ở trong máu nó cao đó, nó sẽ làm co các mạch máu, nó sẽ làm thiếu thiếu oxy, những cái mạch máu, những cái động mạch nuôi xương này nó sẽ làm co những cái động mạch nuôi xương này, nó sẽ làm thiếu máu nuôi cái đầu xương, nó sẽ gây hoại tử vô trùng. Đây là một cái biến chứng rất là nặng và nó thường hay xảy ra với chõm xương đùi với lại chõm xương cánh tay đó, và nó có thể gây đái tháo đường ha. Thuốc này làm tăng đường huyết, nhất là những cái bệnh nhân ở giai đoạn tiền đái tháo đường, nó sẽ gây đái, nó có thể gây đái tháo đường lâm sàng, nó sẽ làm bùng phát bệnh nhân bị bệnh có triệu chứng tâm thần sẵn ha, ví dụ như trầm cảm hoặc là tâm thần phân liệt rồi đó, nó sẽ làm nặng thêm cái triệu chứng tâm thần có sẵn. Nó là thuốc ức chế miễn dịch, cho nên mấy em nhớ ha, sử dụng tới cái liều ức chế miễn dịch á, nó sẽ làm giảm sức đề kháng, do nó làm giảm lượng kháng thể á. Và trong trường hợp tiêm corticoid và trong khớp ha, tức là cái điều trị này là điều trị tại chỗ nè, trong một số trường hợp á, thì người ta muốn thuốc á, nó ta có tác dụng tại chỗ nhiều và tác dụng toàn thân ít. Ví dụ như một bệnh nhân bị viêm khớp, rồi bệnh nhân có cái bệnh kèm theo là loét dạ dày tá tràng hoặc tăng huyết áp, thì khi đó người ta sử dụng thuốc, người ta sử dụng thuốc đó thì người ta muốn điều trị, sử dụng corticoid để điều trị cái viêm khớp này, thì khi đó người ta muốn sao cho thuốc có tác dụng ở trên khớp mà nhiều và tác dụng toàn thân ít, thì người ta chọn cái cách là tiêm corticoid vào trong khớp. Khi mà tiêm corticoid vào trong khớp á, thì có thể có những cái biến chứng như sau. Thứ nhất là mình vô trùng không có kỹ á, mình đưa vi trùng từ phía bên ngoài vào trong khớp, nó sẽ gây viêm khớp có mủ. Tiêm thuốc vào trong khớp nó dễ bị nhiễm trùng khớp đó, tại vì trong khớp nó không có máu đó, nó không có bạch cầu đó, cho nên rất là dễ bị nhiễm trùng. Rồi nếu mà mình vô trùng kỹ rồi đó, thì những cái dạng thuốc mà tiêm vào trong khớp là dạng hỗn dịch, tức là nó có những cái hạt không hòa tan, thì những cái hạt không hòa tan này nó đóng vai trò nó giống như là kháng nguyên vậy, nó sẽ kích thích cơ thể sinh ra kháng thể, rồi thì cái phức hợp kháng nguyên kháng thể này nó sẽ gây cái phản ứng viêm, thì cái này là gọi là viêm khớp vô trùng. Cả hai trường hợp viêm khớp có mủ hay là viêm khớp vô trùng này, sau khi điều trị khỏi rồi thì nó cũng để lại cái di chứng là cứng khớp ha.
Cho nên khi tiêm thuốc vào trong khớp á, người ta sẽ có những một số cái nguyên tắc để tiêm thuốc, chỉ định tiêm thuốc vào trong khớp, thì những cái nguyên tắc đó để học phần sau mình sẽ học ha. Nhưng mà nói tóm lại là cái tiêm thuốc vào trong khớp thì mình chú ý nè, hạn chế tối đa cái việc tiêm thuốc corticoid vào hai cái khớp lớn là khớp vai và khớp háng nha. Hai cái khớp này nó chi phối cử động cơ thể rất là nhiều. Khi mà lỡ mà nó bị cứng khớp rồi đó thì nó ảnh hưởng tới cái vận động của cơ thể. Cho nên khi mà quyết định tiêm corticoid vào trong cái hai cái khớp này phải thiệt là cân nhắc. Có thể sử dụng corticoid mà tiêm vô trong nhỏ trong mắt đó, có thể gây đục nhân mắt, tức là bị cùm đá đó. Và cái khi mà cái tác dụng phụ này xảy ra rồi đó, thì mình ngưng thuốc nó không có hồi phục. Cho nên ở trẻ em mà sử dụng corticoid rồi để nhỏ mắt đó, thì nhớ mà sử dụng thời gian kéo dài nhớ khám mắt định kỳ ha, dùng cho đúng chỉ định và là khám mắt định kỳ. Hoặc bị lô côm, tức là bị cùm nước đó. Thì thuốc này giữ muối và nước cho nên nó có thể tăng cái những người mà bị bệnh glaucoma nó có thể nặng hơn, cái triệu chứng nó sẽ nặng hơn. Là mà sỏi đường tiết niệu lấy canxi, nó huy động canxi từ trong xương ra ngoài máu đó, và cái canxi sẽ lắng động ở đường tiết niệu, nó có nguy cơ sỏi đường tiết niệu, nó làm bùng phát bệnh lao đã ổn định. Có nghĩa là vậy, ví dụ như một cái tổn thương lao ở trên trên phổi thì cái tổn thương đó ở cái những cái con vi trùng ở cái tổn thương lao đó nó có thể là vi trùng ngoại bào hoặc là vi trùng nội bào. Con vi trùng lao nó có thể sống được ở trong đại thực bào đó, nhờ những cái con vi trùng lao mà sống được ở trong đại thực bào đó, những cái con nó khó tiêu diệt hơn. Cho nên khi mà những cái con vi trùng lao mà ngoại bào đó đã tiêu diệt hết rồi, còn sót lại một số con vi khuẩn nội bào chưa bị tiêu diệt thì hết vi trùng rồi thì hết cái phản ứng viêm, cái chỗ đó nó sẽ tạo sẹo, nó lành trở lại. Với con vi trùng lao mà chưa có bị tiêu diệt mà nó bị bao vây bởi cái sẹo này đó, thì trong này nó không có oxy, cho nên con vi trùng lao là con vi trùng rất là hiếu khí. Cho nên khi mà không có oxy á, nó không có phát triển nhân lên, nó không có khả năng gây bệnh, nhưng mà nó chưa chết. Những cái con vi trùng lao này gọi là vi trùng lao thể ngủ ha. Vì khi mình điều trị hết bệnh rồi, trong một số trường hợp là trong cơ thể còn những cái con vi trùng lao thể ngủ này nè. Mà tại vì nó phải nhân lên thì kháng sinh mới có tác dụng. Chứ nếu mà nó nằm yên đó, nó không nhân lên thì kháng sinh nó không có tác dụng. Ha, thì khi mà điều trị hết bệnh rồi, một số người còn có một còn cái vi trùng lao thể ngủ ở trong cơ thể đó. Khi mà mình nhân mắc một cái bệnh gì đó, phải sử dụng corticoid. Thì khi mình sử dụng corticoid, mấy em nhớ là cái thuốc này nó làm chậm quá sẹo không, ta còn điều trị sẹo lồi nữa, cho nên cái sẹo này mới hình thành đó, mình sử dụng corticoid vô đó, cái sẹo này nó đứt ra cái tổ chức xơ, tổ chức sẹo đứt ra nó phóng thích con vi trùng lao ra phía bên ngoài, gặp điều kiện có oxy nó phát triển, nó nhân lên, nó gây bệnh trở lại, thì cái tác dụng này gọi là bùng phát bệnh lao mới vừa ổn định. Hội chứng kết sinh, cái hội chứng kết sinh này đương nhiên sử dụng thời gian kéo dài là sẽ bị thôi, chứ mình không có làm cách nào để ngăn được hết. Cho nên ngưng thuốc thì từ từ nó sẽ hết. Còn trong những cái trường hợp mà mình sử dụng ở đường corticoid, ở đường hít như trong hen đó, thì sẽ có nguy cơ là bị nhiễm nấm candida ở họng, nó sẽ gây đau họng, gây khàn tiếng. Cho nên khi mà mình sử dụng corticoid mà ở đường phun qua đường hô hấp mà, thì người ta khuyên là mình sử dụng xong rồi khoảng 10 phút sau thì mình nên súc miệng ha, để giảm cái tình trạng lắng đọng thuốc ở họng. Rồi người ta khuyên mình nên sử dụng cái buồng đệm nè, cái buồng đệm nè ha, mấy em nhìn ở cái hình ở cái bình xịt ở phía bên trên nè, phía bên tay phải nè. Khi mà mình không có sử dụng cái buồng đệm này thì cái bình xịt này á, là cái miệng mình ngậm chỗ đây nè. Cái sử dụng cái bình này nó có nhiều bước lắm, mà đây là cô chỉ nói ngay cái bước này thôi. Khi nào mai mốt em học với cái phần điều trị hen suyễn thì mấy thầy cô sẽ hướng dẫn kỹ hơn ha. Miệng mình ngậm chỗ này, cái tay mình sẽ ấn lên đây, cái bình xịt có cái chỗ này ấn xuống nè. Khi mà mình tay ấn xuống, mình sẽ phối hợp với cái động tác hít sâu vô bằng miệng. Hai cái động tác này nó phải đồng nhịp với nhau. Khi mà nó hai cái động tác này nó không đồng nhịp á,
thì thuốc nó sẽ bị mất ra ngoài. Thế là mấy em thấy có trường hợp mà xịt xong rồi thấy xung quanh miệng nó khói nó bay mù lên hết trơn á, là nó bị mất thuốc ra ngoài và nó vướng ở họng nhiều. Và cái khi mà cái bình này, cái động tác ấn xuống bằng tay này với lại cái động tác hít sâu vô bằng miệng thì nó khó có đồng nhịp được lắm, tại vì khi mình xịt xuống cái tia thuốc phun ra nó đột ngột lắm. Thì ta khuyên mình nên sử dụng cái buồng đệm nè. Cái tác dụng của cái buồng đệm này á, là có thể phun thuốc sâu vào phía bên trong và hạn chế cái việc mất thuốc ra phía bên ngoài. Tức là cái chỗ này là cái chỗ mà cái miệng mình ngậm vô nè, thì gắn lên ngay vô ngay cái chỗ ở cái đuôi của cái buồng đệm nè, gắn vô đây, và cái miệng mình ngậm ở đây. Và cũng cũng vậy ha, mình phối hợp khi mình ấn xuống thì mình phối hợp với cái động tác hít sâu vô bằng miệng. Nhưng mà nếu mà lỡ mà nó không có đồng nhịp với cái động tác mà ấn cái bình xuống đó thì cũng không sao, thuốc nó xịt vô trong cái buồng này ha, xịt vô trong cái buồng này, và khi nào mình bắt đầu hít vô thì cái chỗ này nó có cái van nó mở ra, nó mới phun thuốc sâu vào trong ha. Thì cái tác dụng của cái buồng đệm này là giúp cho thuốc có thể phun sâu vào phía bên trong, và thứ hai nữa là nó giảm cái mất thuốc. Sử dụng thời gian kéo dài nó có nguy cơ suy võ thượng thận cấp do ức chế cái trục hạ đồi tuyến yên ha. Trong trường hợp mà sử dụng corticoid thời gian kéo dài, người ta sợ nhất là cái biến chứng này, cái tác dụng phụ này ha. Đây là một cái tình trạng suy võ thượng thận cấp đó, nó rất là nguy hiểm, nó là một cái cấp cứu nội khoa đó. Cho nên khi mà sử dụng corticoid thời gian kéo dài thì người ta sẽ có cái cách sử dụng để làm hạn chế cái nguy cơ suy võ thượng thận cấp. Đây là hình ảnh bệnh nhân bị hội chứng cấp sinh nữa nha. Da mặt tròn như mặt trăng, mặt ửng ửng đỏ, nổi mụn mọc râu nè, mỡ tụ nhiều ở cái vùng trục thân người nè, tay chân thì teo nhỏ nè, da mỏng đụng dễ bị bầm nè, thấy là bị đứt da ở cái vùng bụng nè, vùng ngực nè. Hoặc là đây là cái hình ảnh gì không, sử dụng corticoid bôi mà da tác dụng phụ đó, em thấy bị nhăn da nè, bị nứt da nè, bị rối loạn sắc tố da, làm em thấy có những cái vùng da bị sậm màu ha, da nó mỏng, nó bị bắt nắng, nó bị nám đó. Rồi có những cái vùng da bị mất sắc tố, da nó không đều màu. Nếu mà trên da mụn mà có nó tác dụng giống như androgen, nó sẽ tiết bã nhờn ở trên da và giảm sức đề kháng, da nó cũng sẽ bị nổi mụn trứng cá nữa. Đây là những cái tác dụng phụ của corticoid khi mình sử dụng bôi ở ngoài da đó. Rồi cái sử dụng corticoid thời gian kéo dài thì người ta sợ nhất là cái tác dụng phụ gây suy võ thượng thận cấp. Thì đây là cái cách sử dụng corticoid áp dụng cho những trường hợp mình sử dụng cái liều ở trên liều sinh lý và thời gian kéo dài. Thời gian kéo dài là từ 2-3 tuần trở lên ha, thường từ 2 tuần trở lên. Em nhớ ha, là sử dụng thời gian ngắn không có áp dụng cái cách này nha em. Sử dụng thời gian ngắn thì không có nguy cơ mà suy võ thượng thận. Cái cách này chỉ áp dụng khi mà sử dụng cái liều trên liều sinh lý và thời gian kéo dài ha, để giảm cái nguy cơ suy võ thượng thận cấp. Yếu tố thời gian là quan trọng nha mấy em. Giờ cô thí dụ ở trên bệnh nhân ha, bệnh nhân này là sử dụng thời gian kéo dài và cái bệnh hội chứng thận hư ha. Hội chứng thận hư thì người ta sử dụng cái liều ức chế miễn dịch là 1 mg trên kg cân nặng ngày. Giờ cô thí dụ như cái bệnh nhân đó là 50 kg thì sử dụng cái liều prednisolone, nó liều tương đương là 50 mg ngày ha. Thì giờ thí dụ như cô chia làm hai lần đi, 25 mg uống buổi sáng, 25 mg uống buổi chiều. Uống cách này có phải là cả ngày cái võ thượng thận nó bị ức chế không? Mình đưa vô lúc nào ở trong máu là nó cái nồng độ corticoid nó cũng cao, nó cũng ức chế cái trục hạ đồi tuyến yên đó, cho nên nó không có sản xuất ra ACTH được. Cái võ thượng thận lâu ngày không chịu sự kích thích của ACTH, mình dùng cái cách này mà ngày này qua ngày khác đó, thì cái võ thượng thận nó sẽ bị teo. Mình muốn là trong ngày mình sử dụng một lần thôi, để có thời điểm cái võ thượng thận nó sẽ được kích thích bởi ACTH. Khi đó đó mình sử dụng thời gian kéo dài thì cái nguy cơ mà suy võ thượng thận, cho teo võ thượng thận nó sẽ giảm. Bây giờ cô thí dụ, mấy em chú ý ha, cô thí dụ mình sử dụng một lần
nhưng mà mình uống vào buổi buổi chiều tối, vậy thì nó sẽ như thế nào ạ? Uống vào buổi chiều tối tại sao không được? Mình nói đây là mình uống ngày một lần thôi, để có thời điểm thì cái vỏ thượng thận nó được kích thích bởi ACTH, vậy thì mình uống một lần vào buổi tối, buổi chiều tối đó, uống lúc bụng no này, thế buổi 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 ăn chiều đó, mình ăn xong rồi mình uống được không à? Có, nếu mà không được thì tại sao không được? Có bạn nào bật mic lên nói cho trả lời cho cô vậy? Alo, dạ thưa cô, là corticoid được điều hòa bằng cơ chế là theo nhịp ngày đêm, nếu mình uống vào lúc chiều tối là sẽ làm mất luôn cái nhịp điều hòa của nó. Mất luôn cái nhịp điều hòa. Em nói rõ hơn cho mấy mấy bạn, em nói đúng rồi đó, nhưng mà nói rõ hơn là cho các bạn khác hiểu rồi. Dạ theo em nhớ là corticoid là nó đạt đỉnh vào khoảng từ 7 giờ đến 9 giờ sáng, và nó thấp dần theo theo ngày, và nó thấp nhất là em nhớ là lúc 0 giờ. Cái này á, tức là như vậy à, em nói đúng rồi đó, nhưng mà để cô giải thích cho rõ hơn cho mấy bạn khác hiểu rõ ha. Tức là cái mình nếu mình uống vào buổi chiều á thì theo cái nhịp nhịp sinh lý á, thì cái cortisol nó sản xuất thấp nhất khoảng 12 giờ, 12 giờ đêm á, rồi tới 3 4 giờ sáng là bắt đầu nó tăng dần, nó tăng cao nhất vào khoảng 8 9 giờ sáng ha, nó tăng cao nhất vào khoảng 8 9 giờ sáng. Bây giờ rồi nếu mà mình uống buổi nó tăng cao nhất khoảng 8 9 giờ sáng, sau đó nó sẽ giảm dần, hoặc nó giảm thấp nhất là tới 12 giờ đêm ha, đó là cái nhịp sinh lý của nó đó. Bây giờ nếu mình uống vào buổi buổi chiều tối đó, thì có phải là cái lúc mà 3 4 giờ sáng á, lẽ ra nó bắt đầu nó tăng lên, lẽ ra ACTH nó tiết ra để nó kích thích cái vỏ thượng thận để nó tăng cortisol lên, thì lúc này cái nồng độ thuốc nó ngoại sinh mình đưa từ phía bên ngoài vào nó còn cao nè, cho nên nó ức chế, nó tiết ra không được ha, nó tiết ra không được, thì lẽ ra cái hoạt động sinh lý bình thường ACTH nó sẽ hoạt động nhiều vào cái buổi sáng này nè, thì do mình dùng vào cái buổi chiều tối đó, nồng độ thuốc ngoại sinh mình đưa vào nó còn cao, cho nên nó ức chế, nó tiết ra không được. Rồi theo cái nhịp sinh lý thì ACTH buổi chiều nó giảm dần rồi. Vậy thì có phải là nếu mà mình cho uống vào mình sử dụng corticoid một lần mình uống vào buổi chiều, vậy có phải là cái cả ngày cái vỏ thượng thận nó sẽ bị ức chế không? Lẽ ra lúc nó hoạt động buổi sáng nhiều đó, nó tiết ra nhiều đó, theo cái nhịp ngày đêm đó, thì lại mình đưa thuốc vô nó nồng độ thuốc còn cao, nó bị ức chế rồi. Còn cái theo cái nhịp sinh lý thì buổi chiều nó giảm tiết rồi. Cho nên nếu mình uống vào buổi chiều tối đó, vậy thì cái vỏ thượng thận đó, nó sẽ ít được kích thích bởi ACTH. Nếu mình sử dụng thời gian kéo dài vậy đó, thì cái nguy cơ teo vỏ thượng thận đó, nó sẽ tăng lên. Ha. Ví dụ như mình uống một lần, uống vào buổi sáng, uống một lần uống uống vào buổi sáng, thì cái lúc này là cái nồng độ thuốc nó đã cao trong máu rồi, tới cái lúc chiều buổi sáng xong rồi nó tới 12 giờ đêm tới 4 giờ sáng là nó sắp giáp một cử 24 giờ rồi, thì phải có nồng độ thuốc nó giảm ở trong máu thấp nhất rồi thôi, thì lúc này cái nhịp sinh lý bình thường á, là cái ACTH nó tiết ra, nó kích thích cái vỏ thượng thận. À, thì có thể là mình sử dụng cái buổi sáng này, thì cái buổi chiều thì theo nhịp sinh lý nó cũng giảm tiết rồi, thì mình ức chế cái lúc mà nó tiết ra buổi chiều đó thì nó ít ảnh hưởng hơn à, cho nên vì vậy cho nên khi sử dụng này mình uống một lần hoặc là uống cách ngày, tức là ngày uống ngày nghỉ à, uống vào buổi sáng lúc bụng no, tại vì nó ảnh hưởng tới dạ dày à, cái này là uống một một lần này, không phải lúc nào cũng thực hiện được ha, bệnh nó tương đối nhẹ rồi đó thì mới 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 uống một lần được, còn trong những trường hợp mà bệnh nặng đang trong giai đoạn nặng thì mình không có uống một lần được, cũng phải chia liều ra cho cái bệnh nó nhẹ xuống rồi mới uống một lần được. Còn trong những trường hợp thời gian ngắn thì sao, cứ chia liều ra để nó phát huy tối đa tác dụng kháng viêm, ví dụ như bị viêm họng sử dụng khoảng 3 ngày 5 ngày trở lại thôi, thì mình cứ chia liều ra để nó phát huy tối đa tác dụng kháng viêm, cả ngày cái vỏ thượng thận nó bị ức chế cũng không sao, trong vòng thời gian ngắn ngày thì cái vỏ thượng thận nó không bị teo,
Cái ý thứ hai nữa là không ngưng đột ngột và phải giảm liều ha. Khi mà điều trị gọi là hết bệnh rồi đó, mỗi một loại bệnh nó có cái mốc giảm liều khác nhau ha. Và nó cũng có nhiều cách giảm liều khác nhau, cách này tùy theo cái đáp ứng của corticoid, tùy theo cái thời gian sử dụng corticoid. Nhưng mà cái nguyên tắc chung là bệnh ổn định rồi đó, gọi là hết bệnh rồi đó, không có ngưng đột ngột và phải giảm liều. Còn thí dụ như là corticoid để điều trị hội chứng thận hư. Hội chứng thận hư thì ta căn cứ vô đạm niệu âm tính trong 24 giờ ta sẽ bắt đầu giảm liều ha. Và trong thời gian giảm liều, nếu mà bệnh nhân bị stress thì phải tăng cái liều đang sử dụng nó gấp đôi gấp ba lần lên ha. Tới khi qua stress thì trở lại cái liều, tiếp tục cái liều đang giảm. Vậy đây là cái hormone để chống stress. Có thể là mình sử dụng thời gian kéo dài thì nó đã ảnh hưởng, nó làm giảm cái dự trữ của ACTH rồi ha. Ví dụ như là trong em biết là trong trường hợp stress đó, thì cơ thể mình tăng cái hydrocortisone, nó tăng cortisone lên, nó tăng gấp nhiều lần ha, nó tăng lên gấp nhiều lần. Mà trong trường hợp mà mình đưa từ ví dụ như mình đang giảm liều nè, có thể là cái vỏ thượng thận nó cũng giảm chức năng rồi. Thì mình đưa vô thì cái nhu cầu hàng ngày thì đủ, nhưng mà khi bị stress nó lẽ ra thì nó phải cái nhu cầu đối với cortisone nó tăng lên, mà nó tăng không được nó cũng lên cơn suy vỏ thượng thận cấp. Cho nên đang sử dụng, nếu bệnh nhân bị stress phải tăng cái liều đang sử dụng gấp đôi gấp ba lên để chống stress. Còn ví dụ như cái này bệnh nhân này ha, mình sử dụng prednisolone khởi đầu là 50 mg ngày, thì mình quyết định là mỗi tuần giảm 5 mg, tức là một viên prednisolone đó mình giảm cho tới còn 30 mg ngày, thì bệnh nhân bị cái stress là chấn thương gãy xương đùi ha. Đây là một cái stress rất là nặng. Trong trường hợp đó thì mình cái 30 mg prednisolone này mình phải tăng lên là 60 hoặc là 90 mg prednisolone. Theo cái stress mình không có kéo dài. Thường thì khoảng 1-2 ngày thôi. Xong rồi mình mới qua cái stress đó, rồi mình sẽ trở lại cái liều tốc độ mình giảm liều. Cái tốc độ giảm liều mà mình đã định sẵn ở trên bệnh nhân này đó, mình sẽ cho tiếp tục giảm. Giảm đến liều sinh lý, giảm chậm hơn. Liều bao nhiêu là liều sinh lý? Tương đương với 20 mg hydrocortisone đó, là liều này là liều 5 mg nếu mà trên prednisolone. Bởi vậy mình thấy trong hội chứng thận hư đó, thường người ta giảm cái người ta duy trì tới 10 hoặc 5 mg prednisolone, người ta duy trì cái liều sinh lý này khoảng thời gian nữa đó. Và nếu mà sử dụng cho cái mục đích là ức chế miễn dịch nè, thì mình nên chọn các glucocorticoid có tác dụng trung bình. Trong cái bảng của em nó có ba nhóm: nhóm có tác dụng ngắn, nhóm có tác dụng trung bình, nhóm có tác dụng dài ha. Mình thấy cái nhóm có tác dụng ngắn đó, nếu mà trường hợp em sử dụng để điều trị mà để những cái bệnh lý thuộc miễn dịch, thường mình sử dụng thời gian liều cao và thời gian kéo dài, thì mấy cái thuốc này phần lớn là nó tác dụng giữ muối nước nhiều ha. Mình là sử dụng liều cao đó, thời gian kéo dài nó sẽ gây phụ. Cái thứ hai nữa là thời gian tác dụng ngắn, cho nên mình sử dụng ngày mình uống có một lần thôi thì nó cũng không có phủ hết cái nhu cầu của corticoid trong ngày. Hoặc là nếu mà mình sử dụng mấy cái thuốc có tác dụng dài như là dexamethasone hay là metamethasone á, thì mình uống một ngày một lần nó cũng ảnh hưởng tới trục hạ đồi tuyến yên nữa, do thời gian nó tác dụng kéo dài đó. Cho nên trong trường hợp này mình sử dụng nhóm thuốc có tác dụng trung bình là phù hợp nhất ha. Em nhớ là cái cách này là chỉ áp dụng cho những trường hợp mình sử dụng thời gian kéo dài, mình sợ bị suy vỏ thượng thận cấp, để dùng cách này để giảm cái nguy cơ suy vỏ thượng thận cấp thôi. Còn sử dụng ngắn thì mình chọn cái corticoid nào mà phù hợp với tình trạng bệnh nhân đó, thì mình chọn nha. Chống chỉ định sử dụng corticoid. Em nhìn thấy mà nãy giờ mình nói về cái tác dụng của corticoid và những cái biến chứng khi sử dụng corticoid, thì mấy những cái chống chỉ định này mấy em nhìn thấy mấy em hiểu hết tại sao chống chỉ định ha. Thì corticoid có nhiều chống chỉ định, nhưng mà tất cả những cái chống chỉ định này là chống chỉ định tương đối thôi. Trong những cái trường hợp mà bắt buộc phải sử dụng corticoid thì bệnh nhân bị bệnh gì cũng cũng phải xài hết trơn. À, rồi những cái bệnh khác mà xử lý cho nó phù hợp đi đi kèm theo thôi. Còn, ví dụ như là bệnh nhân bị bệnh Addison mà không sử dụng hormone thay thế thì đâu có được, đâu có sống được.
hoặc là mình tăng sản võ thượng thận bẩm sinh thì cũng không sử dụng cũng đâu có được, hoặc là bị suy võ thượng thận cấp ha. Thì trong trường hợp đó bắt buộc phải sử dụng, thì những cái bệnh lý khác thì mình sẽ điều trị nó đi theo, ví dụ như đái tháo đường mà phải sử dụng corticoid thì mình chuyển sang cái thuốc để kiểm soát đường huyết nó tốt hơn, chuyển sang insulin ha. Hoặc là mấy em nhìn nghe nè, cái tiêm vaccine là để làm gì? Để kích thích cơ thể sinh ra kháng thể để bảo vệ cơ thể. Trong trường hợp tiêm vaccine xấu, tức là con vi trùng hoặc con vi rút làm giảm độc lực đi, mình sử dụng mấy cái loại vaccine sống này để kích thích sinh kháng thể cho mạnh đó. Nếu mà trường hợp mình tiêm vaccine sống này mà mình sử dụng corticoid ấy, thì mình sẽ có nguy cơ mắc cái bệnh do mình tiêm cái vaccine này nè. Tại vì cái con vi trùng và con virus làm yếu đi đó, khi cơ thể mình có đầy đủ sức đề kháng đó, thì nó không có khả năng gây bệnh cho mình. Nhưng mà khi mình sử dụng cái thuốc ức chế miễn dịch đó, giảm miễn dịch rồi đó, thì con vi trùng hoặc là con virus làm yếu đi đó, nó cũng có khả năng gây bệnh cho mình. Ha, thì những cái trường hợp này phải xử lý sao? Để khi mà cái học phần dược lý đó, cái học phần là dược lý lâm sàng của học thì sao đó, mình sẽ nói kỹ hơn, nói sâu hơn về cái này ha, về những cái cách xử lý này. Khi mình sử dụng cái liều bao nhiêu và không tiêm vaccine được, và phải khi mà tiêm thuốc rồi bao lâu thì tiêm sử dụng corticoid, bao lâu thì tiêm vaccine được, những cái này thì để khi nào cái mình học cái học phần dược lý lâm sàng đó, mình sẽ bàn kỹ hơn ha. Trong qua cái bài này á, mấy em có câu hỏi gì cho hỏi cô không? Em có thắc mắc gì không? Có ý kiến gì không em? Có câu hỏi gì không? Theo kể phần cái phần này cái gì em nói đi. Thiếu còn phải bị stress do chó kháng trị là sao? Cái này á, cô em hỏi thì cô giải thích gì coi em hiểu không, tại cô cũng chưa hiểu hết cái ý của em. Trúc Nguyễn Thị Mỹ gì nè ha, tức là vậy nè, có trường hợp á, người ta nói là bị choáng kháng trị, có nghĩa là ví dụ như một cái bệnh bệnh nhân đi mà bị tụt huyết áp, ví dụ như bệnh nhân mắc một cái bệnh nặng nào đó, bị tụt huyết áp, ví dụ như bị nhồi máu cơ tim đi, bị nhồi máu cơ tim đi, bệnh nhân bị tụt huyết áp. Là trong những cái trường hợp mà bệnh nhân bị tụt huyết áp đó, thì mình sử dụng những cái thuốc vận mạch, ví dụ như là dopamine đó, để mình nâng huyết áp lên, sử dụng những cái thuốc vận mạch đó để mình nâng huyết áp lên. Và nếu mà trường hợp đó bệnh nhân bị choáng đó, bị cái tình trạng choáng này nè, mà cộng thêm với cái là suy võ thượng thận cấp nữa, cô thí dụ ví dụ như bệnh nhân có tiền sử sử dụng corticoid thời gian kéo dài, thì cái võ thượng thận, cái đục hạ đầu tuyến yên nó đã ảnh hưởng rồi. Và khi mà bình thường thì chưa có lên cơn suy võ thượng thận cấp, mà khi mà bệnh nhân bị cái stress thí dụ như bị nhồi máu cơ tim, thì cái này là yếu tố thúc đẩy lên cơn suy võ thượng thận, nó đi vô trong đó luôn. Cho nên cái tình trạng trụy mạch này á, một phần là do nhồi máu cơ tim, một phần nó là do suy võ thượng thận cấp. Khi đó đó, nếu mà mấy em không có xác định được này là do thiếu cortisol á, mấy em chỉ sử dụng thuốc vận mạch để nâng cái huyết áp lên, thì huyết áp rất là khó nâng lên, tại vì những cái receptor để cho những cái chất giao cảm gắn lên để nó nâng huyết áp đó,
nó giảm xuống rồi, cho nên mình sử dụng những cái chất giao cảm nó ít có đáp ứng, thì những cái trường hợp mà người ta gọi là bị choáng kháng trị, tức là khi mà có cái tình trạng suy võ thượng thận cấp nó xen vô trong đó, thì cái tình trạng huyết áp đó, mình sử dụng thuốc vận mạch không, nó không có nâng lên được. Chỉ mình khi mình đưa cái nhóm glucocorticoid vô thì cái hiệu quả của mấy cái thuốc vận mạch mới được phát huy. Còn cái liều tương đương hả, cái liều tương đương thì anh em nhìn vô trong trong cái bảng đó, ví dụ như cô nói là thí dụ nè, prednisolone là 5 mg, thì mấy em nhìn cái liều tương đương đó, với methyl prednisolone là 4 mg, phải không? Giờ cô hỏi nè, để mình sử dụng 20 mg prednisolone đó, thì để tương đương với 20 mg prednisolone đó, thì methyl prednisolone nó phải là bao nhiêu mới là tương đương? Bạn nào trả lời coi. Nếu mà sử dụng prednisolone 20 mg, giờ cô nói là để tương đương với 20 mg prednisolone đó, thì cái methyl prednisolone nó phải bao nhiêu? Trả lời coi. Methyl prednisolone 16 mg. Đó. 16 mg, mấy em cứ làm nguyên tắc tam suất đi là nó ra thôi. Tương tự vậy, để xa metazone là beta metazone, ví dụ như 5 mg prednisolone nè, mấy em chỉ ra là nó tương đương với 4 mg methyl prednisolone nè. Vậy thì 20 mg này prednisolone thì nó tương đương bao nhiêu? Mấy em làm cái theo cái nguyên tắc tam suất đó thì nó ra thôi. Hồi nãy cái bạn mà hỏi cái xét cho kháng trị đó, cô trả lời vậy có đồng ý không ạ? Có hiểu không? Rồi còn gì nữa không em? Tác dụng chọn lọc với tác dụng đặc hiệu. Chọn lọc với lại đặc hiệu, tức là gì? Cái này á, ví dụ như cô ví dụ như cái thuốc mà nó tác dụng chọn lọc mà ức chế beta chọn lọc đi, beta thì có beta 1, beta 2, chọn lọc vô lên gắn lên beta 1 không, nó là chọn lọc. Còn không chọn lọc là nó ức chế beta vừa có beta 1, beta 2, còn còn đặc hiệu thì nó có nghĩa là nó thí dụ vậy, cái ví dụ như cái kháng kháng nguyên, nghĩa là cô thí dụ như là cái pha kháng nguyên là cái hạt phấn hoa đi, lần đầu nó xâm nhập vô trong cơ thể, nó kích thích cơ thể mình sinh ra cái kháng thể. Ha, cái kháng thể là kháng thể IgE, cái kháng thể IgE này là đặc hiệu cho cái hạt phấn hoa thôi. Cái hạt phấn hoa lần sau khi mà nó xâm nhập vô lần sau nữa thì chỉ cái kháng thể này là nó chỉ kết hợp với cái kháng nguyên là cái hạt phấn hoa thôi. Còn 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 những cái kháng nguyên khác vô thì nó không có kết hợp. Thì gọi vậy thì gọi là đặc hiệu. Cái này là ví dụ như nó chọn lọc mà trong cái receptor, không biết cô thầy chữ có dạy em thôi, ví dụ như cái receptor với lại cái ổ khóa, cái chìa khóa với lại cái ổ khóa. Cái chìa khóa là thuốc đó. Cái ổ khóa là cái receptor đó. Nếu mà gọi là không chọn lọc á, không chọn lọc á là một cái chìa khóa này có thể mở được nhiều ổ khóa, còn chọn lọc là chỉ có cái chìa khóa này dưới cái ổ khóa này thôi, là chọn chọn lọc. Thì cái từ đặc chọn lọc với đặc hiệu này á, nó cũng tương tự nhau, nhưng mà người ta nói
tùy theo cái ngữ cảnh nào mà người ta chọn cho nó phù hợp. Tác dụng tại chỗ thì nãy cô giải thích rồi đó, tác dụng tại chỗ là mình sử dụng chỗ nào nó có tác dụng chỗ đó. Mấy em bôi trên da nó có tác dụng trên da, nhỏ trên mắt nó có tác dụng trên trên mắt, tiêm vô trong khớp nó có tác dụng trên khớp thì gọi là tác dụng tại chỗ. Còn tác dụng toàn thân tức là thuốc nó phải hấp thu vô trong máu, rồi theo máu nó phân bố tới các nơi, thì có nơi mà nó cần tác dụng thì đó là tác dụng toàn thân. Còn tác dụng tại chỗ là mình bôi chỗ nào nó sẽ có tác dụng chỗ đó. À, tại chỗ với lại đặc hiệu đó thì tác dụng tại chỗ nãy cô nói đó, tác dụng tại chỗ tức là mình sử dụng chỗ nào nó có tác dụng chỗ đó. Còn cái tác dụng đặc hiệu là thì nãy cô giải thích cho mấy em, em rồi đó, là nó chỉ có nó có tác dụng trong những cái trường hợp nào. Ví dụ như cái thuốc kháng lao này, cái kháng sinh này, cái kháng sinh là có những cái kháng sinh mà nó có tác dụng trên nhiều trên trên nhiều nhóm vi khuẩn khác nhau, có những kháng sinh là nó chỉ đặc hiệu cho cái loại vi khuẩn này thôi, nó chỉ có ở trên một cái đối tượng nào đó thôi thì gọi là đặc hiệu. Còn tại chỗ là mình dùng chỗ nào nó có tác dụng chỗ đó. Mà không biết, ý là em mua hỏi cái từ đặc hiệu này không biết là em muốn giữ sử dụng là cái để nói thuốc hay để nói cái nào. Thí dụ như là cái người ta nói là cái triệu chứng là suy võ thượng thận cấp đó, có những cái triệu chứng không đặc hiệu, tức là thí dụ như là tụt huyết áp, hạ đường huyết, rối loạn điện giải. Cái này là cái triệu chứng đó, không phải chỉ có suy võ thượng thận cấp nó có, mà nó trên nhiều bệnh khác nó cũng có như vậy, thì gọi là cái triệu chứng không đặc hiệu. Còn cái đặc hiệu là nó chỉ có trên cái bệnh đó thôi. Được chưa mấy em? Rồi nghỉ ha. Hả? Cái này. Tác dụng tại chỗ là nó tác dụng lên ngay ngay cái chỗ mà mình sử dụng thôi. Tác dụng ngay cái chỗ mà nó tiếp xúc thôi, rồi tác dụng tại chỗ. Trên lâm sàng. Sử dụng NSAID hả, thì cái NSAID nó kháng viêm yếu hơn corticoid, và sử dụng NSAID thì nó chỉ sử dụng cho cái kháng viêm thôi. Thường bình thường những cái bệnh lý mà do viêm á thì corticoid người ta sử dụng sẽ ưu tiên trước, nếu mà không hết nữa mới sử dụng corticoid. Nhưng mà những mà viêm do phản ứng miễn dịch thì phải chọn corticoid. NSAID nó không có ức chế miễn dịch, viêm do cái phản ứng miễn dịch thì phải ta sẽ chọn cái glucocorticoid. Ví dụ như trong nói gì những cái bệnh lý mà viêm khớp đó mà sử dụng thường thì ta sẽ sử dụng các NSAID trước, tùy theo bệnh lý. À, những cái bệnh lý mà viêm do phản ứng miễn dịch đó, thì đa phần là ta sẽ chọn corticoid.